Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 13. Lời của Vương Thiết Thành như lãnh đạo giáo huấn cấp dưới, kiêu ngạo vô cùng, trong giọng nói còn có giọng điệu thuyết giáo, khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người họ hàng khác đều rối rít hùa theo. Thiết Thành nói đúng đấy, con trai 20 mấy tuổi đầu chính là lúc phải cố gắng, bản thân có nhiều tài nguyên như thế mà không dùng thì thật là lãng phí. Nhà ta có người họ hàng như Thiết Thành đúng là tốt, công việc của con trai tôi cũng không phải lo nữa. Tiểu Tần à, Thiết Thành chủ động giúp cậu một bước lên trời, sao cậu lại từ chối, đây chẳng phải là không biết điều sao? Mấy người họ hàng này nói hùa theo lời của Vương Thiết Thành, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Tần Lâm cưỡi nhạt nói, một bước lên trời. Vào công ty vận tải là một bước lên trời. Vương Thiết Thành nhíu mày. Sao nào, còn chất vấn thực lực của công ty chúng tôi à? Chẳng nhẽ cậu chưa từng nghe qua công ty chuyển phát nhanh Đông Phong sao? Vào được công ty chúng tôi là kiếm được khối tiền, dựa vào học lực của cậu, cùng lắm chỉ kiếm được 3.000-5.000 tệ tiền lương, nhưng đến công ty của chúng tôi, chỉ cần cậu nỗ lực, một tháng có thể kiếm được đến 10.000. Đây chẳng phải là một bước lên trời sao? Tần Lâm cưỡi thất thanh, tiền lương 10.000 tệ một tháng mà là một bước lên trời á, đây đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Tần Lâm lắc đầu, thôi đi. Sản nghiệp của nhà họ Phùng tôi đã có một cái rồi, cũng không thể cứ lấy đồ của họ mãi. Lời của Tần Lâm khiến mọi người sững sờ, có chút khó hiểu. Vương Thiết Thành nhíu mày, cậu nói linh tỉnh cái gì vậy? Cậu có sản nghiệp của nhà họ Phùng, chẳng nhẽ cậu quen ông chủ của chúng tôi? Tần Lâm nói, tôi quen mà, Phùng Thụ Cường đúng không? Nghe thấy Tần Lâm nói ra chính xác tên của ông chủ, Vương Thiết Thành sững sờ, lập tức cười nhạt. Đừng có cho rằng cậu nghe được tên của ông chủ chúng tôi trên thời sự là có thể chém gió, tên của Tổng Giám Đốc Phùng ai chẳng biết, một bác sĩ bé nhỏ như cậu sao có thể quen được Tổng Giám Đốc Phùng. Tần Lâm gật đầu, tôi không chỉ quen, ông ta còn tặng tôi cửa hàng trang sức Phùng Thị. Tần Lâm nói xong, Vương Thiết Thành lại sững sờ mất mấy giây. Sau đó cười lớn, cứ như nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới vậy. Ha ha ha, người anh em à, cậu biết làm trò ghê. Cậu chém gió quá đà rồi ấy. Cửa hàng trang sức Phùng Thị. Cậu có biết cửa hàng trang sức Phùng Thị buôn bán cái gì không? Sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Phùng chính là cửa hàng trang sức Phùng Thị nổi tiếng cả nước. Cậu biết một cửa hàng trang sức đáng giá bao nhiêu tiền không? Tặng cậu nghĩ mình là ai ha 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 ha. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, không tin thì thôi vậy. Những người họ hàng khác đương nhiên không tin, mặc dù bọn họ không biết doanh nghiệp kia lợi hại đến đâu. Nhưng cửa hàng trang sức đáng giá lắm. Dù sao vàng bạc ngọc bích cũng không rẻ, thằng nhãi này nếu có cửa hàng trang sức thì sao còn mượn xe người khác. Vương Thiết Thành vừa định mỉa mai Tần Lâm thêm vài ba câu thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Vừa nhìn điện thoại anh ta lập tức tỉnh rượu, vội vàng bắt máy. Alo, Tổng Giám Đốc Phùng ạ. Nói xong, Vương Thiết Thành liền khoa tay múa chân với mọi người. Xuyệt, mọi người lập tức yên lặng, không dám ho he tiếng nào. Chỉ nghe thấy người bên trong điện thoại đang giao việc cho anh ta. Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm, gắp thức ăn cho Vương Đông Tuyết. Cái này ngon nè, em ăn thử đi. Tần Lâm vừa nói xong, Vương Thiết Thành hung ác trừng mắt nhìn anh, duỗi tay ra ý bảo anh im lặng, có ý cảnh cáo anh. Đây là cuộc điện thoại hết sức quan trọng, Tổng Giám Đốc mà đích thân gọi cho anh ta thì thường sẽ giao công việc quan trọng, không ai được phép quấy rầy. Tuy nhiên, Tần Lâm nói như vậy. Phùng Thụ Cường trong điện thoại đột nhiên ngừng nói. Vài giây sau nói, sao tôi lại nghe thấy tiếng của cậu Tần nhỉ? Tiểu Vương, cậu quen cậu Tần sao? Vương Thiết Thành sững sờ, hả? Cậu Tần nào a? Phùng Thụ Cường lại hỏi, cậu Tần Lâm ấy, có đúng là cậu ấy không? Mặc dù giọng nói không lớn nhưng ông ta vô cùng mẫn cảm với giọng của Tần Lâm, vừa nghe liền nhận ra. Vương Thiết Thành sững sờ, chắc là vậy. Không ngờ rằng, Tần Lâm lại quen Tổng Giám Đốc Phùng. Mau đưa điện thoại cho cậu Tần, nhưng mà Tổng Giám Đốc Phùng, công việc lúc nãy còn chưa nói xong. Công việc để tí nữa nói sau, đừng nhiều lời nữa. Nghe thấy giọng điệu không hài lòng của Phùng Thụ Cường, Vương Thiết Thành không dám chậm trễ, vội vàng đưa điện thoại cho Tần Lâm. Tần Lâm ấn nút rảnh tay, đặt điện thoại xuống mặt bàn. Tôi đây. Cậu Tần, đúng là cậu rồi. Cậu quen Tiểu Vương sao? Chúng tôi cũng được coi là họ hàng đấy. Lúc nãy anh ta còn muốn giới thiệu tôi đi làm ở công ty vận tải của mấy người. Á, ha 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 ha, Phùng Thụ Cường cười lớn. Thằng nhóc Tiểu Vương này đúng là có mắt như mù, chỉ là một công ty vận tải nhỏ thôi, cậu Tần cảm thấy thế nào,
hay tôi tặng cho cậu công ty này được không? Mặt mọi người lập tức biến sắc, đây là tình huống gì thế này? Cả một công ty, mà nói tặng là tặng à? Chỉ là một công ty vận tải, với tập đoàn Phùng Thị mà nói thực sự chẳng đáng gì, nhưng đối với người thường mà nói đây là gia tài bạc triệu. Vậy mà nói nhẹ như không vậy, cứ như thế mà đem tặng người khác. Vương Thiết Thành vẫn sững sờ, là người phụ trách của công ty, anh ta đương nhiên biết công ty của mình trị giá bao nhiêu, có bao nhiêu tiền đồ. Kết quả, Tổng Giám Đốc Phùng lại tùy ý như vậy, cứ như chỉ tặng một món quà đơn giản thôi vậy. Cửa hàng trang sức mà Tần Lâm vừa nói, chẳng nhẽ là thật. Cuộc đối thoại lúc sau của Tần Lâm và Phùng Thụ Cường anh ta chẳng nghe lọt chữ nào, lúc này cảm giác như sấm chớp đang đánh ầm ầm trên đầu, cả người đờ ra. Đột nhiên Vương Vĩnh Thăng kéo tay anh ta, Thiết Thành, sao tự nhiên con đờ người ra vậy, lãnh đạo đang gọi con kìa. Lúc này Vương Thiết Thành mới hoàn hồn, Tổng Giám Đốc Phùng. Ông có gì muốn sai bảo ạ? Phùng Thụ Cường ở đầu dây bên kia nói. Nếu đã là họ hàng của cậu Tần thì sau này cậu đừng làm người phụ trách của Đông Hải nữa, mà cả tỉnh Hán Đông này đều giao cho cậu, sau này cậu sẽ là người phụ trách của toàn tỉnh. Vương Thiết Thành sững sờ mất 2 giây, sau đó mừng như điên. Là người phụ trách của Đông Hải và là người phụ trách của toàn tỉnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một cái chỉ có thu nhập mấy trăm nghìn mỗi năm, một cái là đến mấy triệu một năm, sự khác biệt này mọi người đều hiểu rõ. Vương Thiết Thành như này mới là một bước lên tận trời xanh. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phùng, tôi nhất định sẽ làm tốt. Được rồi, tắt máy đi. Thực ra ông ta chẳng có gì để nói với Vương Thiết Thành, vì nề mặt cậu Tần nên mới vậy, nếu không ông ta cũng không nói nhiều với anh ta đến vậy đâu. Cúp máy xong, mọi người đều thay đổi cách nhìn với Tần Lâm. Hóa ra Tần Lâm này trước giờ chưa hề chém gió, những điều anh nói đều là thật. Người ta là ông chủ lớn, công ty vận tải lớn như vậy mà nói tặng là tặng cho anh luôn, hơn nữa quan trọng nhất là Tần Lâm còn không cần. Khoản tiền tài lớn như vậy đặt trước mặt còn không thèm, điều này chứng tỏ người ta chẳng thiếu thứ đó. Lái xe hơn 3 triệu, uống rượu Mao Đài đặc biệt, có thể là người thường sao? Vương Đông Tuyết này kiếm được anh chồng tốt ghê, Vương Vĩnh Thăng vội vàng đánh mắt với con trai, Thiết Thành, còn không mau cảm ơn em rể con. Vương Đông Tuyết là em họ của Vương Thiết Thành, bây giờ để kéo gần quan hệ, còn dám gọi Tần Lâm là em rể. Vương Thiết Thành cũng hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, bưng ly rượu, lễ phép kính Tần Lâm một lị. Em rể, thực sự xin lỗi, lúc nãy anh có mắt không thấy núi Thái Sơn, em đừng trách anh nhé, anh kính em một ly. Uống xong ly này, Vương Thiết Thành không dám khinh thường nữa, khách khí đối đãi với Tần Lâm như lãnh đạo. Vương Vĩnh Thắng lần này cũng không tỏ vẻ nữa, cũng kính rượu. Nhiệt tình nói chuyện với Vương Ái Dân và Từ Quyên. Mặc dù gọi Tần Lâm là anh em, nhưng vẫn phải giữ quan hệ với anh. Bữa cơm này, Vương Ái Dân và Từ Quyên rất có mặt mũi, hai vợ chồng cười không khép được miệng, mọi người uống mãi không dứt. Đám Tần Lâm không uống nhiều rượu, mà đã sớm rời khỏi bàn ăn, anh cùng Vương Đông Tuyết đi dạo ở bờ ruộng, dưới ánh nắng chiều, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Vương Đông Tuyết đỏ mặt, không biết đang nghĩ gì. Anh Tần, Anh nhắm mắt lại, em tặng anh một món quà. Tần Lâm sững sờ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vài giây sau, trên mặt có cái gì lành lạnh chạm vào, là đôi môi của Vương Đông Tuyết. Thơm ngọt mê người, Tần Lâm vừa mở to mắt, cô gái này đã đỏ mặt chạy mất rồi. Chạy cái gì, Tần Lâm đuổi theo phía sau. Vương Đông Tuyết đỏ mặt xấu hổ, vừa cười vừa chạy cứu mạng. Chẳng mấy chốc Tần Lâm đã tóm được Vương Đông Tuyết, ôm lấy cô ấy từ phía sau. Hai người lật người, ngã trên bờ ruộng. Tần Lâm ôm lấy Vương Đông Tuyết, hai người dính sát lấy nhau, mặt đối mặt, đầu mũi chỉ cách nhau chưa đến 1 cm. Chỉ cần Tần Lâm cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi xinh đẹp này. Tim Vương Đông Tuyết đập mạnh, đây là lần hai bọn họ thân mật nhất với nhau, tối qua mặc dù cũng thân mật nhưng là hành động trong vô thức, bây giờ không như vậy, hai người đều rất tỉnh táo, hormone nhanh chóng tăng vọt. Hơi thở của Vương Đông Tuyết trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt đờ đẫn đi. Nhìn thấy bờ môi hé mở của cô ấy, Tần Lâm chuẩn bị hôn thì đột nhiên nghe thấy tiếng Từ Quyên vang lên ở bên ngoài. Con gái, Vương Đông Tuyết sợ giật mình, vội vàng đẩy Tần Lâm ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Con đến đây, mặt Vương Đông Tuyết đỏ ửng mà chạy ra từ bờ ruộng. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Không có việc gì, con đưa cho Tiểu Lâm một ít dưa lúc trước mẹ muối nhé. Từ Quyên vừa nói lại nhìn thấy gương mặt đỏ rực của Vương Đông Tuyết,
lại thêm Tần Lâm cũng đi ra từ bờ ruộng, thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Con gái, mẹ làm phiền con à? Đâu có mà mẹ, Vương Đông Tuyết dậm chân, tỏ ra thẹn thùng, cáu giận. Ngủ ở nhà Vương Đông Tuyết một đêm, ngày hôm sau, hai người Tần Lâm lại quay về, khi chuẩn bị rời đi, hai vợ chồng còn chất lên xe một đống đặc sản như dưa muối, bọn họ vô cùng hài lòng về đứa con rể tương lai này. Trên đường về, Vương Đông Tuyết ngồi trên xe, không dám nhìn Tần Lâm. Rõ ràng bảo anh giả vờ, kết quả sau vụ này lại từ giả biến thật. Anh Tần, anh thật sự quen ông chủ của Thiết Thành à? Tần Lâm gật đầu, đúng vậy, anh từng chữa bệnh cho bố ông ta. Chẳng trách, trong ấn tượng của Vương Đông Tuyết, Tần Lâm chỉ là bác sĩ, cũng không có nhiều mối quan hệ với giới thương nghiệp, có điều ai nói bác sĩ không có tương lai chứ? Nhìn Tần Lâm mà xem, chẳng phải từng chữa bệnh cho biết bao kẻ máu mặt sao? Dù sao bây giờ trong mắt Vương Đông Tuyết, Tần Lâm là hoàn hảo nhất. Khi lái xe, chuông điện thoại của Tần Lâm reo lên. Em nghe máy giúp anh. À, ừ, Vương Đông Tuyết ngoan ngoãn cầm điện thoại lên, nhìn tên trên màn hình, lập tức trợn tròn mắt. Hàn Niệm Anh, Hàn Niệm Anh là ai? E rằng không ai không biết đến bà ấy, bà chủ của bất động sản Hà Thị, người giàu nhất cả nước. Hà, Hàn Niệm Anh thực sự gọi điện thoại cho Tần Lâm sao? Chẳng nhẽ trùng tên, Tần Lâm nói, nghe đi, hỏi bà ấy xem có việc gì. Vương Đông Tuyết nơm nớp lo sợ bắt máy. Xin chào, tôi là bạn của Tần Lâm, anh ấy đang lái xe, bà có việc gì à? Hàn Niệm Anh sững sờ nói, cũng không có việc gì, tôi muốn tìm cậu Tần để ăn bữa cơm, không biết có tiện không? Tần Lâm nghe thấy vậy liền nói, có thể, sư muội chọn chỗ đi, tôi và bạn tôi sẽ rén. Vâng, tí nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho tiểu sư huynh. Cúp máy xong, Vương Đông Tuyết vẫn hoài nghi, nghe không ra, dù sao cô ấy cũng không quen Hàn Niệm Anh, chỉ thường nhìn thấy bà ấy trên TV, cũng không quá quen giọng nói của bà ấy. Vương Đông Tuyết rất muốn hỏi, Hàn Niệm Anh này rốt cuộc có phải là người mà cô ấy nghĩ trong đầu không, nhưng cô ấy vẫn do dự không hỏi. Chẳng mấy chốc, Hàn Niệm Anh đã gửi địa chỉ qua, đó là một nhà hàng ít người biết, vị trí không nổi bật, nhưng rất cao cấp. Không cần hỏi, đây chắc chắn lại là sản nghiệp của nhà bà ấy. Hai người lái xe đến nhà hàng, đi vào trong phòng riêng, bên trong có một người đàn ông và một người phụ nữ là Hàn Niệm Anh. Vương Đông Tuyết nhìn thấy Hàn Niệm Anh thật, lập tức khiếp sợ. Đây đúng là người giàu nhất cả nước Hàn Niệm Anh. Trời ơi, kinh khủng quá. Người giàu nhất cả nước mời anh Tần đi ăn cơm, chẳng nhẽ Tần Lâm từng khám bệnh cho người giàu nhất cả nước sao? Mặc dù Vương Đông Tuyết không coi thường Tần Lâm nhưng lần này khiến cô ấy phải nhìn lại anh Tần. Đây là bạn gái của cậu Tần nhì, đúng là xinh đẹp như hoa sen mới nở. Hàn Niệm Anh cười ha ha bắt tay với Vương Đông Tuyết, sự nhiệt tình này khiến cho Vương Đông Tuyết hơi không quen. Bình thường Hàn Niệm Anh là một người phụ nữ thành đạt giỏi giang trên TV, chủ tịch bá đạo, khí thế ngút trời. Không ngờ đến khi gặp ở ngoài đời, bà ấy lại dịu dàng như vậy, đương nhiên rồi, bà ấy chỉ dịu dàng với bạn bè của Tần Lâm mà thôi. Ngồi bên cạnh Hàn Niệm Anh là một cậu thanh niên, trông có vẻ nhỏ hơn Tần Lâm mấy tuổi, đội mũ bóng chày, đeo kính râm, ăn mặc kiểu hip hop, ra vẻ bất cần đời. Cậu Tần, đây là con trai tôi, Tiết Đại Lâm. Xin chào, Tần Lâm gật đầu với cậu ta, coi như chào hỏi. Tuy nhiên Tiết Đại Lâm chỉ giơ tay mang tính tượng trưng chứ không chào hỏi lại. Hàn Niệm Anh trừng mắt nhìn, Đại Lâm, như thế này là thế nào, vô lễ quá. Tiết Đại Lâm có hơi khó chịu, ngồi thẳng người lên, mẹ, con không muốn ăn cơm với mấy người bạn của mẹ, có thời gian thì con đi đấm bốc cho rồi, mẹ cho con đi đi mà. Không được, ăn xong bữa cơm rồi mới được đi, đừng vớ vẩn nữa. Hàn Niệm Anh muốn để Tiết Đại Lâm làm quen với Tần Lâm, phụ nữ mà. Cũng chỉ muốn tốt cho con mình, mặc dù tiền tài của bà ấy đủ để cho con cháu mấy đời tiêu pha, nhưng bà ấy vẫn hy vọng Tiết Đại Lâm có thể kết bạn với những cao nhân như tiểu sư huynh, nếu có thể học được chút xíu bản lĩnh thì đã vô cùng có ích rồi. Tiết Đại Lâm bất đắc dĩ, TH bên ngoài anh là tiểu bá vương hung hăng ngang ngược, nhưng trước mặt Hàn Niệm anh vẫn chỉ là một thằng nhóc con sợ mẹ. Chỉ có thể tỏ ra giận dỗi mà ngồi ăn cơm với bọn họ. Hàn Niệm Anh cười ngượng ngùng, cậu Tần. Xin lỗi nhé, con trai tôi chẳng có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ thích chơi thể thao, để tiểu sư huynh cười chê rồi. Tần Lâm cũng không để ý, thích chơi thể thao là tốt mà, có lợi cho sức khỏe. Tiết Đại Lâm bĩu môi, người anh em, anh chưa già mà cách nói chuyện già cỗi giống mẹ tôi vậy. Hàn Niệm Anh trợn mắt, còn gọi ai là người anh em?
vô lễ, mau gọi anh Tần. Tần Lâm cười, ha ha, không sao. Tính tình của Tiết Đại Lâm rất thẳng thắn, rất thú vị. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của Tần Lâm, khí chất lại còn nho nhã, Tiết Đại Lâm lập tức thất vọng. Còn đâu có chơi thể thao đâu, đấy là công phu hoa hạ, nói mấy người cũng không hiểu. Tần Lâm cười, ô, tôi cũng hiểu một chút về công phu đấy. Mắt Hà Niệm Anh sáng lên, không lên tiếng, bà ấy đương nhiên biết Tần Lâm biết công phu. Công phu của sư phụ đứng đầu thiên hạ, nhị sư huynh Vương Kim Hải chỉ học được một chút đã có thể nhiều lần đánh bại quân địch, trở thành thiên hạ vô song, tiểu sư huynh được sư phụ chỉ dạy 10 năm, công phu đương nhiên vượt xa Vương Kim Hải. Tiết Đại Lâm nổi hứng, anh cũng hiểu. Được, thế tôi biểu diễn cho anh xem nhé. Nói xong Tiết Đại Lâm cầm một chiếc đũa lên, để chiếc đũa ở trên tay xong nắm thành quyền. Sau đó tung quyền, rắc rắc, đũa không hề đập vào thứ gì nhưng vẫn gãy làm đôi. Tung quyền bẻ đũa, chiêu thức này chủ yếu phải dựa vào sức mạnh và tốc độ của người tung quyền, dùng lực để bẻ gãy đũa, có thể thấy Tiết Đại Lâm này cũng có chút bản LNS, có vẻ những cũng từng học qua một chút công phu. Có điều mấy cái này với Tần Lâm mà nói chỉ là trò trẻ con. Ha ha không tồi, nhìn thấy vẻ không thèm quan tâm của Tần Lâm, Tiết Đại Lâm thất vọng vô cùng, có vẻ như lại là một tên không hiểu công phu rồi. Cậu ta dựa vào ghế, lại quay về dáng vẻ lười biếng, không thèm nói chuyện. Thằng nhóc này, Hà Niệm Anh cũng cạn lời, cơ hội tốt như thế mà không biết quý trọng, chút tài lẻ này mà cũng thể hiện trước mặt cậu Tần à. Tần Lâm cũng không quan tâm, không sao, tăng cường thể chất, không tồi. Tiết Đại Lâm bĩu môi, không lớn hơn cậu ta được mấy tuổi, mà nói năng cứ như ông già 70-80 tuổi. Trong bữa cơm, Hà Niệm Anh đột nhiên hỏi, cô Vương, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi tặng cô một món quà, đây là chiếc vòng cổ tôi mua từ nước ngoài, tôi cảm thấy rất hợp với cô. Vương Đông Tuyết có hơi lo lắng, à, vậy thì ngại quá, Tần Lâm cười, không sao, em đáp lễ bà ấy bằng món dưa muối mà gì làm là được. Vương Đông Tuyết, dưa muối hợp à, thứ người ta tặng là trang sức, mình mà đáp lễ bằng dưa muối thì ra thể thống gì. Hà Niệm Anh cười, được được được, tôi thích nhất là ăn dưa muối nhà làm. Nói xong Hà Niệm Anh búng tay, một người phụ nữ mặc đồng phục màu đen đi từ ngoài vào. Tiểu Lý, mở két bảo hiểm trên tầng ra, lấy chiếc hộp màu đỏ cho tôi. Vâng thưa Chủ tịch Hà. Người phụ nữ này hình như là thư ký của Hà Niệm Anh, nói xong liền đi lấy đồ. Gần 10 phút sau, Hà Niệm Anh đã nhìn đồng hồ hai lần, nhíu mày. Tiểu Lý làm gì mà lâu vậy? Nói xong cửa mở ra, vẻ mặt Tiểu Lý vô cùng khó coi, cô ấy đứng ở cửa cúi đầu nói. Chủ tịch Hà, két bảo hiểm gặp vấn đề, không mở ra được. Hà Niệm Anh nhíu mày, mặc dù quy mô của nhà hàng này không lớn nhưng bà ấy thường xuyên đến đây ăn cơm, vậy nên két bảo hiểm cũng được đặt mấy thứ đồ. Tôi đi xem sao, bên trong ngoại trừ trang sức, còn có một số đồ quan trọng, Hà Niệm Anh không muốn bị hỏng. Tần Lâm nói, để tôi đi cùng xem sao. Bốn người cùng ra khỏi phòng riêng, lên tầng, có một văn phòng nhỏ, đây là văn phòng tạm thời của Hà Niệm Anh, trong góc có một chiếc két bảo hiểm rất kiên cố, làm bằng sắt, được hàn chặt lên tường. Loại cái két bảo hiểm này nếu hỏng khóa, muốn mở ra chỉ có đập ra. Hà Niệm Anh thử mấy lần, rõ ràng mật khẩu đúng, nhưng không hiểu sao không mở được, có vẻ như khóa bị hỏng rồi. Thôi vậy, dùng cưa điện hoặc máy cắt kim loại gì? Hà Niệm Anh cũng không còn cách nào chỉ có thể cắt ra. Tần Lâm giơ tay, không cần phiền phức đến thế. Nói xong, Tần Lâm ngồi xổm xuống, một tay kẻo lấy tay nắm của két bảo hiểm, tay khác kéo mép của két. Tiết Đại Lâm thấy vậy, lạnh lùng cười. Anh điên rồi, anh định làm gì vậy, chẳng nhẽ anh định. Không đợi Tiết Đại Lâm nói hết câu, hai cánh tay của Tần Lâm đột nhiên dùng sức kéo. Rắc một tiếng, khóa két bảo hiểm bị vỡ ra, cả cánh cửa đều bị kéo ra. Tay nắm bị kéo đến biến dạng. Chiếc két bảo hiểm kiên cố đến vậy mà Tần Lâm có thể dùng tay kéo ra. Hà Niệm Anh và Tiết Đại Lâm đứng bên cạnh trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Tiểu sư huynh, không hổ là tiểu sư huynh, sức lực thật kinh người. Tiết Đại Lâm không dám tin vào mắt mình, cậu ta tiến lên sờ vào cánh cửa két bảo hiểm làm bằng sắt, lập tức bị nóng bỏng mà rụt tay lại. Tần Lâm dùng lực nhanh và mạnh để kéo ra khiến cho nhiệt độ của cánh cửa chiếc két tăng lên nhanh chóng. Người bình thường đương nhiên không thể nào có sức mạnh như thế này. Tiết Đại Lâm sững sờ, đây là người sao? Chiếc két bảo hiểm này cho dù có dùng máy cắt thì cũng mất mấy phút mới cắt xong, anh chỉ tùy ý kéo một cái mà có thể kéo bật cánh cửa. Nghĩ đến cảnh lúc nãy mình biểu diễn cảnh tung quyền bẻ đũa trước mặt người ta,
cứ như là con nít chơi đùa vậy. Múa rìu qua mắt thợ, chẳng trách người ta còn không thèm đánh giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thử hỏi một tiến sĩ, học sinh tiểu học tính 1 cộng 1 bằng mấy, thì sẽ đánh giá thế nào? Không phải vì Tần Lâm không hiểu mà là cấp bậc của cậu ta thấp quá. Anh Tần, sau này anh là đại ca của em sẽ theo anh. Tiết Đại Lâm sùng bái, hận không thể kết nghĩa anh em với Tần Lâm. Hàn Niệm Anh trợn mắt, con nói vớ vẩn cái gì thế, con có đủ tư cách xưng huynh gọi đệ với cậu Tần sao? Nếu xét về vai vế, Hàn Niệm Anh còn là sư muội của Tần Lâm, Tiết Đại Lâm đương nhiên không cùng vai phải lứa với Tần Lâm, đương nhiên không thể gọi bừa. Tuy nhiên Tiết Đại Lâm chẳng thèm quan tâm, mẹ đừng quản con mà, chúng ta mỗi người một khác, con chọn vị đại ca này rồi. Anh Tần, anh nhận em là tiểu đệ đi mà, khi nào rảnh dạy em mấy chiêu là được. Chị dâu, quần áo của chị cũ rồi, tí nữa em gửi tặng chị một xe quần áo nhé, chị giúp em nói vài câu đi mà. Tiết Đại Lâm là người rất thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, chưa bao giờ che giấu bản thân, khiến Vương Đông Tuyết cũng rất bất lực, không biết nói gì chỉ đành cười gượng. Tần Lâm mỉm cười, được, có cơ hội sẽ dạy cậu vài chiêu. Tốt quá, Hàn Niệm Anh hơi hả miệng, nhưng cũng không nói gì, tuy vai vế hơi loạn, nhưng nếu con trai có thể thân thiết với tiểu sư huynh thì tốt quá rồi. Hàn Niệm Anh mở két sắt, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, mở ra, bỗng nhiên một tia sáng đỏ chói lọi lóe ra. Hai mắt Vương Đông Tuyết sáng lên, viên ngọc này đẹp quá. Trong hộp là một mặt dây chuyền hồng ngọc vuông vắn to bằng ngón tay cái, được bọc bằng lớp bạch kim, hình dáng vô cùng nhã nhặn, vừa nhìn đã biết được làm từ bàn tay bậc thầy, viên ngọc trong suốt óng ánh, không hề có chút tạp chất nào. Mặc dù giá của hồng ngọc không phải đắt nhất, nhưng những viên hồng ngọc có màu sắc như này lại cực kỳ hiếm. Cô Vương, chiếc dây chuyền này có tên là Xuất Thủy Phù Dung, tôi thấy nó rất hợp với cô nên tặng cô này. Nói xong, Hàn Niệm Anh còn đến phía sau, đeo lên cổ giúp Vương Đông Tuyết. Trang sức chỉ khi được đeo lên người mỹ nữ mới thể hiện được giá trị lớn nhất của nó. Làn da của Vương Đông Tuyết rất trắng, đeo dây chuyền hồng ngọc này lên, trông cô càng xinh đẹp cao quý, thực sự đẹp như một đóa hoa phù dung. Đẹp lắm, Tần Lâm cũng khen ngợi. Vương Đông Tuyết hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Tiết Đại Lâm vô tư nói, bộ váy này của chị dâu không xuất sắc lắm, về em sẽ làm cho chị hai bộ. Vương Đông Tuyết liên tục nói cảm ơn, sau đó mới về trường. Để viên hồng ngọc này vào trong áo, tuy cô rất thích nhưng nếu để bên ngoài thì hơi phô trương quá, nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Cô ấy không giống những người phụ nữ thích khoe khoang khác. Trên đường trở về, Vương Đông Tuyết ghé vào mấy cửa hàng quần áo nam dạo xem một lúc, muốn mua cho Tần Lâm mấy bộ. Cô biết Tần Lâm không thiếu quần áo, nhưng đây là tấm lòng của cô, cũng rất có tình ý. Chọn được hai chiếc khá nghiêm túc cho vào túi, tổng cộng hết hơn 3.000 tệ. Nếu là bản thân cô thì hơn 300 tệ có thể mua được hơn 10 chiếc rồi, còn nếu là mua cho Tần Lâm thì mỗi chiếc hơn 1.000 cũng không thấy đắt lắm. Sau khi mua xong, cửa hàng tặng cô ấy một tờ vé bốc thăm trúng thưởng. Thưa cô, tấm vé này có thể quay trúng thưởng trực tuyến, giải nhất là một chuyến du lịch một ngày trên du thuyền sang trọng đấy. Ồ, được, cảm ơn nhé. Vương Đông Tuyết cầm tờ vé trở về lớp bắt đầu tiết học. Trong giờ học, cô lấy điện thoại ra để quét tờ vé bốc thăm trúng thưởng. Mấy cô bạn bên cạnh thấy vậy thì hỏi, Đông Tuyết, cậu đang làm gì vậy? Vương Đông Tuyết nói nhỏ, đang bốc thăm trúng thưởng. Hai, đây toàn là lừa đảo thôi, làm gì có chuyện trúng giải dễ dàng như vậy chứ? Vương Đông Tuyết mỉm cười, cứ thử thôi. Cô cảm thấy gần đây mình rất may mắn, nhất là sau khi gặp được Tần Lâm. Có người tài trợ cho cô đi học, làm streamer thì có người donate, cuộc sống ngày càng thuận lợi, biết đâu lại trúng giải thì sao? Vương Đông Tuyết thử quét mã, mấy vài phút thao tác, trên điện thoại xuất hiện một chiếc bàn tròn, trên đó có viết các loại giải thưởng. Bấm vào rút thăm, bánh xe bắt đầu quay tròn, ngay sau đó, chiếc kim đã dần dừng lại. Rơi vào vị trí bé nhất, có xác suất thấp nhất. Giải nhất, Vương Đông Tuyết ngạc nhiên, trúng giải thật rồi. Mặc dù Vương Đông Tuyết không quá mê mẫn hay để tâm đến việc trúng giải, dù gì thì cô ấy cũng chưa mua xổ số bao giờ. Nhưng việc trúng giải vẫn khiến cô hơi bất ngờ cùng vui mừng. Mấy người bạn bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, Đông Tuyết, cậu trúng giải thật à? Trúng gì đó mau xem. Vương Đông Tuyết quét mã QR, kết quả giải thưởng nhanh chóng hiện ra. Là hai vé du thuyền hạng sang. Vãi trưởng, Đông Tuyết, cậu may mắn quá vậy, tớ nghe nói đến du thuyền này rồi.
hình như mỗi năm Đông Hải chúng ta chỉ có một lần thôi, chỉ có người giàu có quyền lực mới lên được đó, còn dân thường chúng ta dù có tiền cũng vô dụng. Đúng vậy, còn dù thuyền này tên là Kim Thái, những người lên được đó toàn là đám cậu ấm cô chiêu, nếu tớ có thể lên đó chơi một lần thì đời này không còn gì hối tiếc nữa. Đông Tuyết này, cậu có hai vé, hay là bán cho tớ một vé đi? Cậu nghĩ gì thế, Đông Tuyết chắc chắn là đi với bạn trai rồi. Mặt Vương Đông Tuyết đỏ bừng lên, cũng vô cùng vui mừng, có hai tấm vé này, cô tất nhiên là muốn đi với Tần Lâm. Mấy người bạn đều cực kỳ hâm mộ, đột nhiên có một người lên tiếng. Hình như lớp chúng ta cũng có người lên được du thuyền Kim Thái này chơi đó. Ai vậy, tất nhiên là cô chủ Khổng rồi. Nhắc đến cô chủ Khổng, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, nếu lớp bọn họ có người đủ tư cách lên tàu thì đó chắc chắn là cô chủ Khổng rồi. Cô chủ Khổng là con nhà giàu nổi tiếng lớp bọn họ, điều kiện kinh tế rất tốt, thường xuyên tham gia các bữa tiệc của giới thượng lưu, hoàn toàn không cùng một tầng lớp với bọn họ. Sau khi tan học, mấy người bạn liền nhiệt tình, cô chủ Khổng. Khổng Linh Linh quay lại, nhíu mày, gì vậy? Cô chủ Khổng, Đông Tuyết cũng sắp tham gia bữa tiệc trên du thuyền Kim Thái đó. Khổng Linh Linh lạnh lùng hừ một tiếng, sao có thể, cô ta làm gì có tư cách đi? Giọng điệu Khổng Linh Linh tỏ vẻ khinh thường, trong lớp này người cô ta khinh thường nhất chính là Vương Đông Tuyết, nhà đã nghèo còn tỏ vẻ thuần khiết. Thật đó, Vương Đông Tuyết trúng thưởng, được hai vé đó. Trúc Linh Linh nhíu mày, đi đến cầm điện thoại lên đọc thông tin trúng thưởng. Cười mỉa mai. Ngu à, thế mà cũng tin, đây chắc chắn là giả, không tin cô thử đi đổi vé mà xem. Nghe Trúc Linh Linh nói vậy, tất cả mọi người chợt lộ vẻ thất vọng, thì ra là giả, bảo mà, làm sao có chuyện may mắn thế được. Vương Đông Tuyết hơi nhíu mày, cô lại thấy hơi sai sai, đây là vé bốc thăm trúng thưởng mà cửa hàng cô mua quần áo cho Tần Lâm tặng, tuy không phải bán hàng hiệu xa xỉ gì nhưng cũng là cửa hàng quần áo cao cấp, sao có thể đưa cho cô vé giả được chứ? Sau khi tan học, Vương Đông Tuyết cầm điện thoại ra cổng trường, đến địa điểm đổi thưởng, hỏi nhân viên. Xin chào, tôi trúng giải nhất, có thể đổi thưởng ở đây không? Được thưa chị, vui lòng đăng ký và quét mã QR. Nhân viên mặc đồng phục vô cùng lịch sự, nơi đổi thưởng cũng rất lớn, không hề giống lừa đảo. Ngay sau đó, nhân viên lấy hai tấm vé đưa cho Vương Đông Tuyết, đăng ký thông tin của cô là xong. Cầm hai tấm vé trên tay, Vương Đông Tuyết vô cùng vui mừng. Không ngờ cô lại may mắn như vậy, chúng được giải thưởng lớn. Đúng lúc đi chơi với anh Tần, cô ấy còn chưa được ngồi du thuyền bao giờ, có lẽ sẽ rất lãng mạn cho xem. Vương Đông Tuyết nóng lòng gửi tin nhắn cho Tần Lâm. Anh Tần, em chúng thường được hai vé du thuyền Kim Thái, ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi. Tần Lâm nhanh chóng trả lời lại, được. Vương Đông Tuyết vui vẻ cầm vé quay về tiếp tục tiết học. Vào đến lớp. Mọi người nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Vương Đông Tuyết thì hỏi. Đông Tuyết, cậu đi nhận thưởng à? Lấy được rồi sao? Khổng Linh Linh lạnh lùng hừ lên, chắc chắn là không được rồi. Du thuyền Kim Thái là dành cho người giàu có, không phải ai cũng lên được đâu. Vương Đông Tuyết cười khúc khích, lấy hai tấm vé từ trong túi ra. Là thật đó, tớ đổi thưởng được rồi. Qua, thật à, Đông Tuyết, cậu may mắn thật đó. Lên đó chụp nhiều ảnh vào nhé, để chúng tớ xem vói. Tớ cũng muốn đi, tớ từng này tuổi rồi còn chưa được nhìn thấy du thuyền bao giờ. Thấy Vương Đông Tuyết lấy ra hai tấm vé thật, sắc mặt Khổng Linh Linh liền thay đổi, lông mày nhíu chặt lại. Một đứa nhà quê như cô ta cũng có tư cách lên du thuyền cao cấp đấy à? Mấy tấm vé đấy của cô là thật hay giả vậy, đưa tôi xem. Khổng Linh Linh nói vậy khiến Vương Đông Tuyết hơi do dự rồi đưa vé cho cô ta, thật ra trong lòng cô cũng hơi lo lắng, nếu tấm vé này là giả thì đến lúc đó sẽ xấu hổ chết mất. Khổng Linh Linh cầm lấy vé, lông mày lập tức nhíu lại. Là vé thật, không ngờ Kim Thái lại phát vé theo cách này. Chắc một thương hiệu quần áo nào đó nhận được giấy mời và đã dùng giấy mời này làm giải thưởng để kích thích tiêu thụ, không ngờ Vương Đông Tuyết lại ăn may như vậy. Không được, nếu để cô ta lên thuyền thì sẽ hạ thấp đẳng cấp của Kim Thái. Khổng Linh Linh bất ngờ xé tấm vé. Tấm vé này là giả. Thấy tấm vé bị xé, sắc mặt Vương Đông Tuyết lập tức biến đổi. Cô. Khổng Linh Linh lạnh lùng hừ, cô cái gì mà cô, tấm vé này là giả, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, nếu cô cầm tấm vé giả này lên du thuyền sẽ có kết cục gì, cô biết không? Vương Đông Tuyết không nói gì, cô cũng không phải không biết sự đời, tất nhiên hiểu ý của Khổng Linh Linh. Mấy người bạn khác cũng vội vàng khuyên, thôi, bỏ đi Đông Tuyết, giả thì giả, dù sao cậu cũng không mất tiền, coi như là không có chuyện gì đi.
Bây giờ mấy cái cửa hàng cũng đều thật đấy, dùng phương thức bốc thăm trúng thưởng để thu hút khách hàng, nhưng giải thưởng toàn là giả. Đông Tuyết, cậu đừng để tâm, những nơi như thế toàn là chỗ ăn chơi của mấy cậu ấm cô chiêu, cậu lên đó cũng không hợp với bọn họ, chám òm. Vương Đông Tuyết cắn môi, hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nhặt hai tấm vé bị xé lên, quay về chỗ ngồi. Cô không buồn vì vẻ giả mà là anh Tần khó khăn lắm mới đồng ý, nhưng cô lại không đi được, anh Tần biết được chắc sẽ thất vọng lắm. Vương Đông Tuyết cầm hai tấm vé bị xé rách lên, thấy mã QR chống hàng giả, cô lấy điện thoại thử quét mã, sau đó quét ra trang web chính thức của Kim Thái. Đây rõ ràng là vẻ thật, Vương Đông Tuyết chỉ cảm thấy rất ẩm ức, Khổng Linh Linh thật là quá đáng. Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Tần Lâm. Anh Tần, em xin lỗi, em làm mất vé rồi, chúng ta không đi được nữa. Một lúc sau, Tần Lâm trả lời lại. Vẻ Kim Thái à, không sao, nếu em muốn đi thì anh sẽ lấy cho em hai vé. Vương Đông Tuyết sửng sốt, hả? Thật à, anh lấy được vé thật à? Chắc là được, đúng rồi, anh Tần quen biết với cả người giàu có nhất, chắc chắn sẽ lấy được vé thôi. Một lúc sau, Tần Lâm nhắn lại, xong rồi, ngày mai gặp. Vương Đông Tuyết cầm điện thoại, nở nụ cười ngọt ngào. Bạn cùng bạn thấy dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu của cô thì hỏi. Đông Tuyết, cậu sao vậy? Vương Đông Tuyết do dự một lúc rồi nói thầm với cô bạn. Cậu đừng nói với ai nhé, anh Tần lấy được hai vé rồi. Bạn cùng bạn sửng sốt, cũng hơi ngạc nhiên. Bạn trai của cậu tài giỏi thật đó. Vương Đông Tuyết lần này khôn lên rồi, không nên lớn tiếng về chuyện này nữa, kẻo đám người Khổng Linh Linh biết được lại rắc rối ra. Nhưng cô bạn cùng bàn của cô cũng rất tốt, không hề nói với ai cả. Đúng rồi, Đông Tuyết này, cậu đi dự tiệc thì phải chuẩn bị váy đó. Hả, thế à, tất nhiên rồi, nếu bạn trai cậu mặc vest còn cậu mặc đồ thể thao thì trông là khỏe lắm. Vương Đông Tuyết nghĩ cũng thấy đúng, thấy trên TV những người đi dự tiệc đều ăn mặc rất chỉnh tề, và lại cô vừa mua một bộ đồ cho anh Tần, nhưng bản thân cô vẫn chưa có. Nào, để tớ chọn cho cậu. Cô bạn mở điện thoại ra, lên cửa hàng thời trang Lisa xem. Vương Đông Tuyết lập tức nhíu mày, chỗ này đắt quá. Không còn cách nào nữa, váy dạ tiệc của Lisa xịn nhất, nên tất nhiên là đắt rồi, nhưng cậu không cần xem hàng đầu tiên này đâu. Đây toàn là vầy cho các minh tinh mặc lên thảm đỏ, thuộc hàng cao cấp nhất, cậu xem hàng thứ hai là được. Giá váy ở trang thứ hai còn nằm trong khả năng tài chính của cô, nhưng cũng đắt vô cùng, toàn hơn 10.000 tệ. Vương Đông Tuyết cong môi, đắt thật đó. Bạn cùng bàn nói, đó là du thuyền Kim Thái đó, có lẽ cậu chỉ lên được đó một lần trong đời thôi, phải ăn mặc thật xinh đẹp vào chứ. Và lại, biết đâu sau này cậu còn dùng đến chiếc váy này thì sao, ví dụ như lúc các cậu kết hôn chẳng hạn. Vương Đông Tuyết ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, có lẽ cả đời chỉ có một lần này thôi. Gần đây cô Livestream kiếm được mấy chục nghìn, cũng tiết kiệm được chút ít, xa hoa một lần cũng không sao. Được, tẹo nữa cậu đưa tớ đến cửa hàng xem thử. Tan học, hai người đến cửa hàng thời trang Lisa duy nhất ở Đông Hải, trong tủ kính có bày hai bộ váy dạ hội, một trắng một hồng. Vương Đông Tuyết nhìn cái màu hồng nói, bộ này cũng được đó, hay là mua bộ này đi, bộ váy này rẻ hơn mấy nghìn lận. Cô bạn cùng bàn trợn mắt nói, không được, đã mất tiền mua thì phải mua màu trắng chứ, màu trắng mới là váy công chúa, còn cái màu hồng đó là của thị nữ, thế há chẳng phải cậu sẽ làm nền cho người khác à? Được rồi. Vương Đông Tuyết cắn răng bỏ ra số tiền lớn để mua bộ váy dạ hội màu trắng này. Buổi chiều, sau khi tan học, Khổng Linh Linh liền đi đến cửa hàng Lisa hỏi chủ tiệm. Tôi muốn bộ váy công chúa màu trắng, size S, lấy cho tôi một bộ. Xin lỗi cô, váy công chúa màu trắng size S chúng tôi đã hết hàng rồi, nhanh nhất phải đến tuần sau mới có hàng. Gì cơ, Khổng Linh Linh lập tức nhíu mày, hôm qua tôi vẫn thấy treo ở tủ kính mà, sao hôm nay lại hết rồi? Thưa cô. Hai tiếng trước đã có khách mua bộ váy công chúa màu trắng đó rồi, chỉ còn bộ màu hồng này thôi. Khổng Linh Linh tức phát điên, cô ta chỉ chậm một bước thôi mà. Không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể mua chiếc màu hồng. Tối ngày hôm sau, chiếc du thuyền Kim Thái bắt đầu xuất phát. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm tập hợp ở nhà cô ấy. Vương Đông Tuyết mang theo hai bộ lễ phục xuống tầng, ngồi trên xe của Tần Lâm, hai người lái xe đến du thuyền Kim Thái. Anh Tần, đây là âu phục của anh. Tần Lâm nhận lấy, hai người chuẩn bị lên du thuyền để thay đồ, dù sao nếu mặc mấy bộ quần áo dạ tiệc này đi trên đường cái thì tỷ lệ ngã rất cao. Đến chân du thuyền Kim Thái,
mấy nhân viên công tác kiểm tra vé, Tần Lâm lấy ra hai tấm vé, giống y hệt hai tấm mà Vương Đông Tuyết chúng tối qua, điều này chứng minh tấm vé hôm qua là thật. Vậy Khổng Linh Linh kia cố ý xé vé của cô ấy. Cô kể lại chuyện tối qua cho Tần Lâm nghe, Tần Lâm lập tức nhíu mày, còn có loại người này à? Lần trước xử lý ba cô nữ sinh xong, không còn ai dám bắt nạt Vương Đông Tuyết nữa, không ngờ bây giờ lại có người đến gây phiền phức, Tần Lâm thầm tính toán, có lẽ phải tìm vệ sĩ cho cô gái này. Có điều Vương Đông Tuyết chỉ là sinh viên đại học, cũng không phải là ngôi sao, tìm vệ sĩ thì có hơi khoa trương quá, chỉ có thể từ từ tính. Đến cổng soát vé, Tần Lâm đưa vẻ ra. Bởi vì đưa Vương Đông Tuyết đến đây chơi, nên Tần Lâm chỉ mua hai tấm vé hạng phổ thông, không làm màu mà mua vé VIP. Khi bảo vệ kiểm tra vẻ của Vương Đông Tuyết, đằng sau có tiếng của Khổng Linh Linh. Vương Đông Tuyết, cô còn dám đến đây à? Vương Đông Tuyết quay đầu lại nhìn thấy Khổng Linh Linh, cô nhíu mày. Sao xui xẻo thế nhỉ, nhiều người như vậy đang nhìn cô ấy. Nhìn thấy Vương Đông Tuyết đang soát vé, Khổng Linh Linh chạy nhanh đến chỗ đó, chỉ vào cô ấy rồi nói với nhân viên công tác. Vé của cô ta là già. Nhân viên công tác nhíu mày, thưa cô, tôi không biết cô đang nói gì. Khổng Linh Linh lạnh lùng hừ một tiếng, chính mắt tôi nhìn thấy vé của cô ta bị xé, đã bị xé làm đôi thì vé cũng bị hủy rồi mà. Nhân viên công tác cầm tấm vé bình thường trên tay, nhíu mày. Thưa cô nhận nhầm người rồi, mời cô quay về xếp hàng soát vé. Nhìn thấy hai tấm vé bình thường không có bất kỳ vết rách nào, Khổng Linh Linh sững sờ. Chuyện gì thế này, chẳng phải tấm vé bị cô ta xé rồi sao? Cô ta cho rằng Vương Đông Tuyết nhất định sẽ dùng hồ dán lại hai tấm vé bị rách, nhưng không ngờ, vé của Vương Đông Tuyết lại chẳng hề hấn gì. Chẳng nhẽ du thuyền Kim Thái này còn có thể mua vé bổ sung sao? Hình như chưa từng nghe qua chuyện này, cũng không còn cách nào khác, Khổng Linh Linh không dám gây chuyện ở đây, chỉ đứng ở đằng sau ngoan ngoan xếp hàng. Vào trong du thuyền, bên trong như một khách sạn sang trọng quy mô lớn, chẳng có cảm giác gì là đang ở trên thuyền cả. Đông Tuyết, em đi thay đổi trước đi, tí nữa tập trung ở đại sảnh. Vâng ạ, hai người mỗi người một ngả, đi vào phòng thay vừa lên thuyền, mọi người đều đi thay đồ, đủ loại lễ phục sặc sỡ được mặc lên, những cô gái xinh đẹp đều biến thành công chúa nữ hoàng. Vương Đông Tuyết cũng vui vẻ cầm trang phục công chúa, tối qua cô đã thử mấy lần, cô rất thích chiếc váy này. Sau khi thay vải xong, ngắm mình mấy lần qua gương, cảm thấy rất hài lòng, phối thêm chiếc vòng cổ ruby mà Hà Niệm Anh tặng, thì càng xinh đẹp hơn. Đổi quần áo xong, Khổng Linh Linh bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh, đứng trước gương. Hai người thay quần áo xong đứng cạnh nhau, mặt Khổng Linh Linh lập tức đanh lại. Một người mặc đồ công chúa, một người mặc đồ cô hầu. Vương Đông Tuyết còn cao hơn cô ta, trắng hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta. Lúc này Khổng Linh Linh đứng bên cạnh Vương Đông Tuyết như làm nền cho cô ấy vậy. Lúc này cả hai đều rất ngại ngùng. Đúng như bạn cùng bàn của Vương Đông Tuyết từng nói, hai bộ lễ phục này thực ra là một cặp, như cô dâu và phù dâu trong lễ cưới vậy. Nhưng trong buổi tiệc này, không có ai muốn làm nền cả, nếu Khổng Linh Linh xuất hiện một mình thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đi cùng Vương Đông Tuyết thì lập tức biến thành phông nền, như cứ người hầu của cô ấy vậy, điều này khiến cho Khổng Linh Linh vô cùng khó chịu. Cô ta không ngờ rằng bộ lễ phục này lại được Vương Đông Tuyết mua. Hai người đứng trước gương, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Sắc mặt của Khổng Linh Linh ngày càng âm u, bước từng bước lại gần, kéo lấy lễ phục của Vương Đông Tuyết, lạnh lùng nói. Đưa lễ phục cho tôi. Vương Đông Tuyết giãy giụa, đây là lễ phục của tôi. Khổng Linh Linh lạnh lùng hừ một tiếng, lễ phục của cô thì sao chứ, chỉ đáng giá 20.000 tệ thôi mà, tôi đưa cô là được chứ gì, cô mau cởi ra. Tôi không bán. Vương Đông Tuyết rất thích bộ lễ phục này, hơn nữa còn là do tự cô ấy mua, ai mà chẳng muốn đồ mình mặc là đẹp nhất, đương nhiên không muốn bán. Khổng Linh Linh lạnh lùng hừ một tiếng, kéo phần ngực của chiếc váy, nói. Không bán chứ gì, thế để tôi xé, cho cô trần chuồng đi ra ngoài. Cô, Khổng Linh Linh kéo lễ phục của cô ấy, vẻ mặt hung ác, nếu như Vương Đông Tuyết thực sự không đồng ý, e rằng cô ta sẽ xé. Khổng Linh Linh không quan tâm, chỉ cần Vương Đông Tuyết không mặc bộ lễ phục này đi ra ngoài là được, bộ lễ phục màu hồng của cô ta cũng không có vấn đề gì. Dưới sự ép buộc của Khổng Linh Linh, Vương Đông Tuyết bắt buộc phải cởi lễ phục ra. Đổi sang chiếc váy công chúa này xong, Khổng Linh Linh vô cùng thỏa mãn, nhìn chiếc vòng cổ trên cổ Vương Đông Tuyết, lập tức nổi lòng tham, giật chiếc vòng cổ xuống. Cho tôi mượn cái này.
giật chiếc vòng cổ của Vương Đông Tuyết xong liền bỏ chạy. Không được, Vương Đông Tuyết cũng muốn đuổi theo, nhưng quần áo xộc xệch, đương nhiên không thể đi ra ngoài. Dưới tình huống bất đắc dĩ, cô ấy chỉ có thể mặc bộ lễ phục màu hồng vào xong đuổi theo. Ngoài phòng thay đồ, Vương Đông Tuyết còn nhìn thấy Tần Lâm đang đợi ở góc đại sảnh, có điều Vương Đông Tuyết không muốn qua đấy, cô muốn xuất hiện trước mặt Tần Lâm với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Vương Đông Tuyết quay mặt sang một bên, dùng tay che trán, nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh, đuổi lên tầng 2. Khổng Linh Linh, cô mau trả đồ lại cho tôi. Lúc này, Khổng Linh Linh đang mặc lễ phục của Vương Đông Tuyết, đeo vòng cổ của Vương Đông Tuyết, cảm thấy thư thái, trên mặt đầy vẻ cao ngạo, lạnh lùng nói. Tôi không biết cô đang nói gì. Vương Đông Tuyết đi lên phía trước, cướp lấy chiếc vòng cổ, Khổng Linh Linh nhíu mày, đẩy mạnh Vương Đông Tuyết ngã xuống sàn. Sau đó, Khổng Linh Linh gọi một người đàn ông toi. Đinh thiếu gia, Đinh Hàng nghe tiếng gọi liền chạy lại, Linh Linh hôm nay xinh đẹp thế, gọi anh có chuyện gì vậy? Khổng Linh Linh chỉ vào Vương Đông Tuyết nói, tặng cô gái này cho anh chơi nè. Đinh Hàng cúi đầu nhìn, mắt sáng như đèn pha ô hàng cao cấp. Tô, vừa trắng vừa đẹp, cơ thể này, cặp chân này, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Hơn nữa xinh đẹp ngọt ngào thế này, đôi môi kia. Có điều Đinh Hàng vẫn bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói. Linh Linh, em đừng đùa mà, đây là du thuyền kim thái đó, không phải là thiên kim tiểu thư thì cũng là phú bà lắm tiền, anh đâu dám làm loạn. Khổng Linh Linh cười nói, con nhãi này chẳng phải phú bà hay thiên kim gì hết, vé của cô ta là hàng trúng thưởng, đây là bạn học của em, lúc đi học còn sống dựa vào tiền trợ cấp sinh viên nghèo. Lời vừa dứt, Đinh Hàng sững sờ, thật không? Linh Linh em không đùa anh chứ? Đương nhiên là thật rồi, cô ta còn livestream kiếm tiền, không tin anh lên mạng search, tài khoản của cô ta tên là Đông Tuyết. Để chắc ăn Đinh Hàng liền search, quả nhiên tìm thấy tên Đông Tuyết. Nhìn thấy livestream của cô ấy, là video dạy người khác nấu cơm. Đinh Hàng lập tức vui vẻ, thế này thì chắc chắn không phải người có tiền rồi. Nếu thật sự là kẻ giàu có thì ai lại đi livestream kiếm tiền? Không ngờ ở nơi như thế này mà gặp được cô gái xinh đẹp đến vậy, quan trọng nhất là cô ấy còn không có gia thế. Đinh Hàng ngày thường vẫn hay chơi gái xinh, nhưng so với Vương Đông Tuyết, vẫn khác nhau một trời một vực. Linh Linh, ơn này anh sẽ nhớ kỹ. Nói xong, Đinh Hàng đi về phía Vương Đông Tuyết. Sắc mặt Vương Đông Tuyết thay đổi, lùi từng bước về phía sau. Anh làm cái gì vậy, anh còn lại gần là tôi hét lên ấy. Vương Đông Tuyết sờ vào cổ tay theo bản năng, nhưng hôm nay cô ấy không đeo đồng hồ vì phải mặc lễ phục, không thích hợp đeo đồng hồ, vậy nên cô ấy không có cách nào để cầu cứu. Đinh Hàng lạnh lùng cười, đừng sợ, tí nữa em sẽ có cơ hội hét, ha ha ha. Nói xong. Anh ta búng tay gọi mấy cô nhân viên phục vụ đứng phía sau. Mấy cô nhân viên phục vụ liền đi đến, Đinh Hàng nói nhỏ mấy câu với họ. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi, sau đó, Đinh Hàng giơ mấy con số. Bọn họ do dự một lúc nhưng vẫn gọi một đám người đến giữ Vương Đông Tuyết lại. Thưa cô uống nhiều rồi, để tôi đỡ cô về phòng nghỉ ngơi. Vương Đông Tuyết liều mạng giãy giụa, tôi không uống say, mấy người đừng chạm vào tôi. Mặc dù là nữ nhân viên phục vụ, nhưng cả 4-5 người cùng tóm lấy thì cô ấy không tài nào giãy giụa nổi. Mấy người xung quanh thấy vậy, nhưng nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ nên cũng không nghĩ nhiều, chắc là uống nhiều nên làm loạn. Cứ như vậy, Vương Đông Tuyết bị ép lôi vào phòng. Lúc này mặt Vương Đông Tuyết xám xịt như cho không ngờ rằng ở trên du thuyền lại xảy ra chuyện này. Anh Tần, hét mấy tiếng, nhưng khoảng cách quá xa, đương nhiên không nghe thấy gì. Đinh Hàng không đợi nổi nữa, em yêu à, tí nữa chúng ta chơi từ từ, đừng vội mà. Vương Đông Tuyết nhìn thấy bản thân sắp bị đưa vào phòng, đột nhiên có một cậu thanh niên bước ra từ phòng bên cạnh. Cậu thanh niên này ôm hai cô gái, dáng người khuôn mặt đều vô cùng chất lượng, mặt hai cô gái còn ửng hồng, có vẻ như lúc nãy trong phòng bọn họ còn lăn lộn một phen. Cậu thanh niên mỗi người một tay, ôm hai mỹ nữ, nhíu mày khó chịu. Ôn thế, mẹ kiếp, làm gì mà ồn thế? Phiền chết lên được. Đinh Hàng nhìn thấy cậu thanh niên, mặt mày thay đổi, lễ phép nói. Tiết thiếu gia, xin lỗi, đã làm cậu mất hứng rồi. Tiết Đại Lâm đạp cho Đinh Hàng một phát, biết vậy còn không mau cút. Nói xong, Tiết Đại Lâm nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày, mặt đầy coi thường. Chơi đàn bà thì tiêu chút tiền là được, đừng có ép người ta, đúng là mất mặt đám cô chiêu cậu ấm. Bị Tiết Đại Lâm đạp cho một phát, Đinh Hàng không dám ho he.
vội vàng cúi đầu khom lưng. Vâng vâng vâng, Tiết thiếu gia nói đúng lắm, do tôi không nhịn được, cô gái này ngon quá. Tiết Đại Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, ngon, ngon đến đâu, để tôi xem nào. Tiết Đại Lâm nghẹo đầu, nhìn Vương Đông Tuyết bị giữ lại, đột nhiên cảm thấy quen mắt. À, mấy người thả cô ấy ra, mấy nhân viên phục vụ cũng biết Tiết Đại Lâm, biết cậu ta là con trai của người giàu nhất, không ai dám chọc vào, vội vàng buông Vương Đông Tuyết ra. Chị dâu, Tiết Đại Lâm sững sờ, đây chẳng phải là bạn gái của Tần Đại Ca sao, mấy ngày trước còn đi ăn cơm cùng mà. Lúc ăn cơm, cảnh Tần Lâm dùng tay phá két bảo hiểm khiến Tiết Đại Lâm sững sờ, lập tức nhận người ta làm đại ca, đây không phải là đùa, mà xuất phát từ sự kính trọng trong tim. Vương Đông Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Đại Lâm, mặt mày thay đổi. Cứu chị, Tiết Đại Lâm vội vàng kéo Vương Đông Tuyết ra sau lưng, thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô ấy, lửa giận lập tức bốc lên. Mẹ kiếp, mấy người muốn chết sớm phải không, dám động vào chị giấu tao. Tiết Đại Lâm tiến lên tát cho Đinh Hàng một cái. Đinh Hàng trợn tròn mắt, chị dâu của Tiết thiếu gia. Đùa gì vậy, Tiết thiếu gia có anh trai lúc nào vậy? Đinh Hàng phản ứng lại khá nhanh, vội vàng quỳ xuống. Tiết thiếu gia, tôi không biết, tôi thực sự không biết cô ấy là chị dâu cậu, là Khổng Linh Linh nói cô ấy không quyền không thế, có thể tùy tiện chơi đùa. Mẹ mày, Tiết Đại Lâm đạp thẳng vào mặt Đinh Hàng. May mà Tiết Đại Lâm tập võ, cơ thể mạnh hơn người bình thường nhiều, cước này khiến cho Đinh Hàng suýt nữa quy tiên. Sau đó, Tiết Đại Lâm nhìn Khổng Linh Linh, tức giận nói. Con khốn, mau cút lại đây. Mặt Khổng Linh Linh có hơi khó coi, Tiết Đại Lâm tiết tăm lẫy lừng, kiêu ngạo hung hăng, hơn nữa còn biết đánh nhau, nếu như rơi vào tay cậu ta thì tiêu roi. Tiết thiếu gia tôi, bố tôi là Khổng Tiểu Cương. Tiết Đại Lâm lật tay tát cho cô ta một phát, Khổng Tiểu Cương cái gì, bố mày mà đến tạo cũng đánh bố mày chết. Tiết Đại Lâm là ai? Là con trai người giàu nhất cả nước, hạng tôm tép chẳng đáng để cậu ta nhìn vào. Khổng Linh Linh cũng được coi là con nhà giàu ấy, nhưng chẳng là cái thá gì với Tiết Đại Lâm. Tát mấy phát liên tục, khiến cho mặt cô ta sưng như mặt lợn. Tiết Đại Lâm đánh cô ta rất mạnh, đánh cho hả giận. Tiến lên xé rách vảy của cô ta, nhìn thấy chiếc vòng cổ ruby đeo trên ngực cô ta, Tiết Đại Lâm lạnh lùng túm lấy tóc cô ta mà nói. Gan mày to phết nhỉ, đây là vòng cổ mẹ tao tặng cho chị dâu mà mày cũng dám cướp. Khổng Linh Linh sợ vỡ mật, tôi không biết. Tôi không biết. Hóa ra đây là quà mà Chủ tịch Hà Hà Niệm Anh tặng cho Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết này có tài cán gì mà có thể quen biết người như Hà Niệm Anh? Nhìn thấy hai người kia thê thảm như vậy, Vương Đông Tuyết kéo tay Tiết Đại Lâm, nói. Thôi đi vậy, Tiết Đại Lâm lúc này mới dùng tay, tí nữa em bảo đại ca xử lý bọn nó. Chị dâu, quần áo của chị không ổn, em đưa chị đi thay nhé. Nói xong, Tiết Đại Lâm gọi nhân viên phục vụ, đi. Phục vụ chị dâu tôi thay quần áo, nếu có vấn đề gì thì tôi vứt mấy người xuống biển làm mồi cho cá ăn. Vâng vâng vâng. Mấy nhân viên phục vụ sợ khiếp đảm, lời của Tiết Đại Lâm chắc chắn không phải đùa, nếu cậu ta thực sự tức giận thì sẽ ném bọn họ xuống biển. Trên đường, mấy nhân viên phục vụ suýt nữa quỳ xuống trước mặt Vương Đông Tuyết. Thưa cô, đây là lỗi của chúng tôi, là do đỉnh thiếu gia uy hiếp tôi, xin lỗi cô, mong cô không chấp, tha thứ cho chúng tôi. Xin cô tha cho chúng tôi, cô muốn đánh muốn mắng gì cũng được, tôi không dám nữa. Thực sự xin lỗi cô, để tôi tự tát mình. Vào trong phòng thay đồ, mấy nhân viên phục vụ lập tức quỳ xuống trước mặt Vương Đông Tuyết tự tát vào mặt mình, tát rất mạnh, mặt lập tức sưng lên. Vương Đông Tuyết mặc dù tức giận, nhưng cũng không nth nhìn bọn họ như vậy, dù sao mấy người này cũng chỉ nhận lệnh của người khác, nếu bọn họ không chịu, thì Đinh Hàng cũng sẽ sai người khác. Vương Đông Tuyết vẫn còn sợ hãi. May mà gặp được Tiết Đại Lâm, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi, nếu như thực sự bị Đinh Hàng lôi vào phòng, thì cô ấy chết chắc. Lúc trước Tiết Đại Lâm nói sẽ tặng cho cô ấy mấy bộ quần áo, đương nhiên sẽ để tâm người chị dâu này, nhân viên phục vụ lấy quà ra, Vương Đông Tuyết vừa nhìn liền kinh ngạc, đây là quần áo cao cấp nhất của hãng Ly ra sao, toàn bộ đầu là lễ phục xịn nhất. Mấy ngôi sao đi thảm đỏ đều mặc lễ phục cao cấp thế này, một bộ có giá đến 200-300 nghìn, thậm chí là đến hàng triệu. Vô cùng xa xỉ. Vương Đông Tuyết chọn một bộ trong số đó, thử đi thử lại mấy bộ mới xuống lầu. Tần Lâm ở tầng dưới đợi mãi mà không thấy Vương Đông Tuyết đi ra, đang chuẩn bị đi vào hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người kêu lên. Wow, kia là Thiên Kim tiểu thư nhà nào thế? Tần Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Đông Tuyết chậm chậm bước xuống,
bộ lễ phục màu đen phối cùng đôi giày cao gót màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Vương Đông Tuyết như một con thiên nga đen kiêu kỳ, dáng người là lướt, cao gầy, hai chân trắng nõn thẳng dài thu hút ánh nhìn của người khác. Sợi dây chuyền ruby trên cổ đi cùng với đôi giày thủy tinh mà đỏ càng tôn nhau lên. Gò má Vương Đông Tuyết ửng hồng, cô ấy vốn muốn xuất hiện một cách bình thường, chỉ để cho anh Tần nhìn thấy mà thôi. Kết quả tất cả mọi người đều chú ý đến cô ấy. Anh Tần, Tần Lâm tiến lên phía trước, duỗi tay ra nắm lấy tay của Vương Đông Tuyết, cười nói. Đông Tuyết, em đẹp quá. Vương Đông Tuyết lo lắng tận hai ngày cũng chỉ vì ba chữ, em đẹp quá, này của Tần Lâm, mặc dù lễ phục của cô ấy bị cướp mất, nhưng cô ấy lại lấy được một bộ đẹp hơn. Nhìn thấy trên cánh tay cô ấy có vết bầm tím, sắc mặt Tần Lâm lập tức trầm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Mắt Vương Đông Tuyết lóe lên, không có gì đâu anh Tần, anh đừng hỏi. Đúng lúc này, Tiết Đại Lâm lôi hai người kia đi xuống. Đại ca, hai tên chó má này có mắt như mù, muốn bắt nạt chị dâu. Tiết Đại Lâm đá mỗi người một cái, đạp Đinh Hàng và Khổng Linh Linh qua, hai người quỳ trước mặt Tần Lâm, run như cầy sấy không dám mở miệng. Người mà Tiết Đại Lâm gọi là đại ca thì phải là kẻ thể nào đây? Tiết Đại Lâm kể lại mọi chuyện lúc nãy, bị Tần Lâm ép nên Vương Đông Tuyết cũng kể chuyện trong phòng thay đồ. Tần Lâm vẫn yên lặng, cả người tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Hai người muốn chết nhỉ? Nói xong Tần Lâm duỗi tay ra, bóp lấy cổ của Đinh Hàng. Mặt Đinh Hàng biển sắc, lập tức không nói được gì, mặt tím tái lại. Bố tôi là, bị bóp cổ, Đinh Hàng chỉ có thể thốt ra được mấy chữ, nhưng chưa kịp nói hết. Năm ngón tay Tần Lâm đã dùng sức, rắc một tiếng, Đinh Hàng lập tức toi mạng. Tiếng rắc giòn tan này khiến mọi người sững sờ, bao gồm cả Vương Đông Tuyết cũng trợn tròn mắt, cô ấy không ngờ anh Tần có thể giết người. Anh Tần, cô ấy hét lên thì cũng muộn rồi, Đinh thiếu gia kia cũng đã chết, cổ bị gãy đôi, không còn cơ hội sống nữa. Khách khứa đều trố mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng không dám ho hét tiếng nào. Dù sao bên cạnh Tần Lâm còn tiểu bá Vương Tiết Đại Lâm, ai dám dây vào bọn họ. Tiết Đại Lâm cũng không dám lên tiếng, bọn họ đương nhiên không có tư cách nói. Đinh thiếu gia mặc dù không phải thiếu gia nhà siêu giàu, nhưng địa vị của nhà anh ta cũng không tầm thường, cũng thuộc loại tầm trung, không ngờ chỉ chưa đến một cái chớp mắt, nói giết là giết. Tiết Đại Lâm không hề bất ngờ, lạnh lùng hừ một tiếng. Tên chó má, chết cũng đáng, người đâu, thu dọn đi. Tiết Đại Lâm gọi mấy người đến, khiêng xác Đinh Hàng đi xử lý, những người khác cũng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khổng Linh Linh quỳ trên mặt đất run rẩy, mặt tái nhợt. Đinh Hàng bị giết chết, cô ta còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn Đinh Hàng, hơn nữa chuyện này cũng là ý tưởng của cô ta, kết cục của cô ta chắc chắn sẽ thảm hơn. Khổng Linh Linh ngẩng đầu, sợ hãi vô cùng. Tôi sai rồi, xin anh đừng giết tôi, anh bắt tôi làm gì cũng được. Tôi có thể ngủ với anh muốn thể nào cũng được. Khổng Linh Linh không thể hứa hẹn điều gì, chỉ có thể lấy thân xác mình ra để đổi. Tiết Đại Lâm lạnh lùng cười, ngủ với mày. Mày xứng chắc, Khổng Linh Linh mất hết ý chí, đúng là mấy thiếu gia nhà giàu này có loại đàn bà nào chưa từng chơi qua đâu, với nhà sắc của cô ta, thì chả đáng để động vào. Tần Lâm lạnh lùng nói, tôi cho cô một cơ hội sống, tôi có điều kiện, nếu như cô đồng ý, thì tôi sẽ tha mạng cho cô. Tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý. Khổng Linh Linh bị dọa sợ, lúc nãy Đinh Hàng bị giết chết ngay trong gang tấc, chính mắt cô ta nhìn thấy sự kinh khủng của Tần Lâm, giết cô ta cũng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Bây giờ Tần Lâm có bắt Khổng Linh Linh cởi đồ, cô ta cũng không do dự mà làm. Tần Lâm nói, ngày mai về trường, tôi muốn cô quỳ ở cổng trường một tuần, quỳ tròn bày ra thì cô có thể đứng dậy. Khổng Linh Linh vội vàng gật đầu, vâng. Về trường là tôi sẽ quỳ ngay. Mặc dù quỳ một tuần không phải chuyện đơn giản nhưng thế này còn tốt hơn là chết. Tần Lâm không giết cô ta là vì muốn cô ta ra oai cho Vương Đông Tuyết ở trường. Ở trường Khổng Linh Linh cũng là bà Hoàng, cô ta quỳ ở cổng trường như vậy đương nhiên rất có sức uy hiếp. Tiết Đại Lâm lạnh lùng cười, anh Tần tha cho mày một mạng, còn không mau cút. Khổng Linh Linh vội vàng bò lên, xông vào phòng thay đồ, cô ta không dám ở lại chỗ này nữa. Khổng Linh Linh đi xong, mọi người lập tức quay lại dáng vẻ bình thường, thích thì uống rượu, không thì ăn. Chỉ có Vương Đông Tuyết vẫn còn hoảng sợ, có điều nói chuyện với Tần Lâm và Tiết Đại Lâm một hồi, cô ấy cũng tạm thời quên đi mấy điều không vui kia. Chị dâu, hay chúng ta lên tầng 3 khiêu vũ đi.
mặc đẹp như vậy mà không khiêu vũ thì tiếc lắm. Vương Đông Tuyết đỏ mặt nhìn Tần Lâm, em không biết. Tần Lâm cười nói, không sao, anh biết. Nói xong, Tần Lâm kéo tay Vương Đông Tuyết, hai người lên tầng 3. Tầng 2 nghỉ ngơi, tầng 3 mới là nơi tổ chức tiệc rượu thực sự, tại đây có nghệ sĩ Dương Cầm biểu diễn, rất nhiều đôi trai gái đang nhảy múa. Tay trái của Tần Lâm cầm lấy tay Vương Đông Tuyết, tay phải khẽ ôm lấy eo của cô. Mặc dù từng tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng Tần Lâm ôm như thể khiến cơ thể Vương Đông Tuyết bất giác run lên, cô vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay lập tức ra mồ hôi. Hai người nhảy rất chậm, có lúc không dẫm đúng chỗ, chủ yếu là do Vương Đông Tuyết chưa từng nhảy bao giờ. Anh Tần, có phải em rất ngốc đúng không? Tần Lâm cười, không ngốc, em nhảy rất giỏi, em xem, biết bao nhiêu người đang nhìn em kìa. Vương Đông Tuyết lướt nhìn bốn xung quanh, thực sự có rất nhiều đôi nam nữ đang nhìn chằm chằm vào cô. Có vài cô gái còn tức giận vì bạn diễn của mình cứ ngắm nhìn Vương Đông Tuyết, vung vằng rời đi, cảnh tượng ấy khiến cô dở khóc dở cười. Chẳng phải là do em quá xinh đẹp sao? Vương Đông Tuyết đỏ ửng mặt, không dám nhìn thằng Tần Lâm. Vương Đông Tuyết có vẻ đẹp trời sinh, ở trường chỉ là cô không biết trang điểm, cũng không có tiền trang điểm, cho dù là vậy cũng không thể nào che giấu được vẻ đẹp của cô. Bây giờ có điều kiện để trang điểm rồi, Vương Đông Tuyết giống như công chúa vậy, nổi bật giữa đám đông. Lúc hai người nhảy, ở đằng xa có một cô gái cũng đang nhảy múa tung tăng, có điều không giống những người khác, cô ta đặt giá đỡ điện thoại ở dưới sàn, đang phát trực tiếp. Chào mọi người, tôi là Tiểu Hồ Nương, hôm nay tôi may mắn được lên du thuyền Kim Thái phát trực tiếp cho mọi người có muốn xem tôi nhảy múa trên du thuyền không? Nhìn thấy sự bày trí cao cấp, không gian sang trọng qua màn hình điện thoại, phòng Livestream có rất nhiều người tặng quà. Nhảy một bài đi, hôm nay chán thế. Mặc nhiều đồ quá, em cũng hết cách rồi, đang ở bên ngoài mà có phải ở trong nhà Hồ Nương đâu. Mọi người ráng chịu nha, hôm nay Hồ Nương mặc lễ phục dạ hội, cũng có đầu tư đấy. Không sai, tôi nghe nói không phải ai cũng lên được du thuyền Kim Thái đâu. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng rất hứng thú về du thuyền này. Tiểu Hồ Nương đặt điện thoại xuống dưới đất, sau đó bắt đầu nhảy múa, dù sao cũng từng học múa. Dựa vào việc Livestream nhảy múa để kiếm tiền, ở nơi này cũng có thể nhảy nhót. Chỉ có điều không được nhảy những điệu quá sexy, như thế không phù hợp cho lắm. Lúc đang xem, đột nhiên có người nói. Ây, các người nhìn kìa, phía sau không phải là Đông Tuyết sao? Hà, là cô Đông Tuyết đấu với Hồ Nương đấy hả? Thật hay già vậy, chắc chắn là thật rồi, tôi là fan của Đông Tuyết, hôm nay cô ấy xin nghỉ nói là đi tham gia tiệc rượu ở du thuyền gì đó. Không ngờ cũng là Kim Thái. Đông Tuyết đẹp quá, giống như thiên nga đen vậy, đẹp thật. Khi chất xuất chúng, trong đám đông nhìn phát là thấy ngay. Phòng Livestream đột nhiên bùng nổ bình luận, chẳng ai nói về điệu nhảy của Tiểu Hồ Nương mà tất cả đều bàn tán về Vương Đông Tuyết. Bây giờ Vương Đông Tuyết cũng được gọi là streamer nổi tiếng, độ hot, lượng fan đều hơn hẳn Tiểu Hồ Nương. Dù sao cũng là streamer từng liên kết nối mic với Tô Văn Kỳ, hơn nữa bản thân cũng rất có thực lực. Những món cô dạy rất ngon, lâu lâu lượng fan cứng cũng tăng lên. Chính bởi vì Vương Đông Tuyết không phát trực tiếp nên có nhiều người nhàn rỗi không có việc gì làm liền vào xem Livestream của Tiểu Hồ Nương. Thấy bầu không khí của phòng Livestream có gì đó sai sai, Tiểu Hồ Nương quay đầu lại nhìn liền bắt gặp Vương Đông Tuyết, cô ta lập tức tối sầm mặt lại. Con danh con này cũng có thể vào đây sao? Cô ta tốn rất nhiều công sức, ngủ với mấy ông chủ mới lên được du thuyền. Sao Vương Đông Tuyết lại lên được chứ? Chắc chắn là có đại gia nào bao nuôi rồi, đúng là trơ trên. Tiểu Hồ Nương điều chỉnh lại vị trí điện thoại để không nhìn thấy Vương Đông Tuyết. Tuy nhiên dòng bình luận lập tức bùng nổ. Làm gì đấy, đừng di chuyển điện thoại, chúng tôi muốn nhìn Vương Đông Tuyết. Mẹ nó, cô di chuyển điện thoại làm gì chứ, muốn bị ăn chửi à? Mau quay lại cho tôi. Hồ Nương cô chột dạ à, vừa nhìn thấy Đông Tuyết là không dám cho chúng tôi xem nữa. Sợ đấu không lại hả? Nếu không phải Đông Tuyết không phát trực tiếp, tôi còn lâu mới xem Livestream của cô. Một loạt bình luận khiến Tiểu Hồ Nương u ám mặt mày, thậm chí có không ít người trực tiếp chửi rủa, bầu không khí trong phòng Livestream thay đổi. Tiểu Hồ Nương cười gượng, được rồi, bài hát tiếp theo bắt đầu rồi, tôi nhảy điệu mới cho mọi người xem nhé. Đặt điện thoại xuống, Tiểu Hồ Nương cũng không dám xem bình luận, không thấy thì không khó chịu, giả vờ không biết gì tiếp tục nhảy múa. Người hâm mộ trong phòng Livestream chẳng thèm xem nữa, mọi người bắt đầu chỉ trích. Không xem nữa,
so với Đông Tuyết, cô hồ nương này đúng là quá tầm thường. Đông Tuyết vừa xinh đẹp vừa tài năng, hồ nương ngoài ưỡn ẹo ra thì chẳng biết gì cả. Đi thôi, streamer này sớm muộn gì cũng sẽ hết hot thôi, tôi đến đợi ở phòng livestream của Đông Tuyết đây. Đông Tuyết nói hôm nay không phát trực tiếp. Không phát trực tiếp thì sao chứ, tôi sẽ đợi đến khi nào cô ấy live stream thì thôi. Đúng, tôi cũng thế. Đi thôi, nhiều người sẽ tạo nên sức mạnh lớn, mọi người cùng nhau bùng nổ phòng live stream của Đông Tuyết đi, nói không chừng cô ấy sẽ phát trực tiếp đấy. Tôi tham gia, cộng một người hâm mộ rủ nhau rời đi, từ 2-3 nghìn người, hơn nửa giả ao ra ngoài, sắc mặt tiểu hồ nương rất khó coi, tức chết đi được. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm vui vẻ nhảy múa, từ từ chìm vào cảnh đẹp, thi thoảng cô cười lên khiến đám đàn ông xung quanh chết mê chết mệt, nhìn Tần Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Cuối cùng cũng hết khúc nhạc, mọi người đến khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh, đợi ca khúc tiếp theo bắt đầu rồi tiếp tục nhảy. Vương Đông Tuyết rạng rỡ, tiệc rượu hôm nay khiến cô ấy rất vui, lúc đang nói chuyện với Tần Lâm, đột nhiên điện thoại reo lên. Vương Đông Tuyết nghe điện thoại, là bạn cùng bàn của cô. Sao thế, Đông Tuyết, phòng live stream của cậu bùng nổ rồi, cậu xem chưa? Vương Đông Tuyết sững sờ, cậu nói gì thế, tớ không live stream mà. Chính vì không live stream nên mới bùng nổ, cậu mau đi xem đi. Vương Đông Tuyết thấy khó hiểu, cô mở điện thoại ra, dùng nick phụ vào phòng live stream. Lập tức bình luận đầy màn hình, mọi người cùng nhau cầu xin Đông Tuyết phát trực tiếp. Đông Tuyết chúng tôi thấy cô ở trên Kim Thái rồi, phát trực tiếp đi. Vương Đông Tuyết mà phát trực tiếp tôi sẽ tặng 10 hỏa tiễn siêu cấp. Lầu trên đừng có nói phét, tôi tặng 100 cái. Vương Đông Tuyết thấy kỳ lạ, hôm nay làm sao vậy, ngày thường lúc cô ấy live stream cũng không có nhiều người xem như thế, hôm nay không live stream mà mọi người lại bình luận nhiều như thế. Vương Đông Tuyết nghĩ nếu nhiều người hâm mộ nhiệt tình như thế thì cô ấy sẽ live stream một tí. Anh Tần, cô nói chuyện này với Tần Lâm, anh liền gật đầu đồng ý. Được. Anh sẽ quay cho em. Được, sau đó, Vương Đông Tuyết vào phòng live stream, Tần Lâm cầm điện thoại cho cô, bắt đầu phát trực tiếp. Chào mọi người, tôi là Đông Tuyết, nghe nói mọi người nhớ tôi vào xem. Mọi người lập tức hào hứng, phòng live stream trở nên nhộn nhịp. Có điều Vương Đông Tuyết không có tài nghệ gì cả, không thể quay nhảy múa, vừa mới học được một tí không thể làm mất mặt ở đây được. Nhưng Vương Đông Tuyết thấy bên khu vực ăn uống có bàn bếp Teppanyaki là nghệ thuật trình bày trực tiếp quá trình chế biến món ăn trên chảo bằng gang hoặc thép với không gian mở, cô có thể đi sang bên đấy. Mọi người đợi một chút, Vương Đông Tuyết tắt phòng live stream, hỏi Tần Lâm, anh Tần, em có thể dùng nhà bếp bên kia được không? Tần Lâm gật đầu, ra hiệu với Tiết Đại Lâm, cậu đi sắp xếp đi. Vâng ạ, đừng nói là một nhà bếp, cho dù là bán du thuyền Kim Thái này. Tiết Đại Lâm cũng sẽ không hề do dự, đám người Tiết Đại Lâm đến giúp đỡ, dọi hai ánh đèn vào vị trí bếp Teppanyaki, đặt giá điện thoại xuống, phòng live stream đơn giản lập tức hoàn thành xong, Tần Lâm cũng không cần cầm điện thoại nữa, anh cùng Tiết Đại Lâm ngồi trước bàn nướng để xem. Phòng live stream lại được mở, đập vào mắt một người là một cô gái nội trợ trong trang phục công chúa. Rất nhiều người trở thành fan của Vương Đông Tuyết vì nhan sắc của cô, tiện thể học nấu ăn luôn. Cũng có nhiều người trước giờ chưa từng xuống bếp, chỉ xem live stream của Vương Đông Tuyết như một chương trình nấu ăn. Bây giờ cô nấu ăn trong trang phục dạ hội, đúng là nhìn mà thấy say mê. Hôm nay là một buổi live stream đặc biệt, đúng là tôi đang ở trên du thuyền Kim Thái, vì thế không thể nào làm những món đời thường cho mọi người xem được, có điều tôi đã mượn nhà bếp để làm món ăn theo kiểu Teppanyaki. Đối với việc xuống bếp, trước giờ Vương Đông Tuyết không hề sợ hãi. Bất cứ nơi đâu dụng cụ nhà bếp thế nào cũng có thể bắt đầu. Sau khi Vương Đông Tuyết live stream, người xem lập tức tăng vọt, trực tiếp được đẩy lên trang đầu. Tiểu hồ nương vốn ở trang đầu đã bị đẩy ra ngoài. Cô ta rất tức giận, con danh con đấy sao lại có nhiều người xem như thế chứ? Cô ta dùng tiền sao? Mặc dù không phục, nhưng lúc này tiểu hồ nương không thể làm được gì. Lúc nãy nhiều người bình luận đòi Vương Đông Tuyết live stream, kết quả cô ấy vừa phát trực tiếp liền hot luôn. Những người còn lại trong phòng live stream đều là fan cứng của tiểu hồ nương, mặc dù không nhiều, nhưng mọi người cũng bắt đầu đưa ra ý kiến, hồ nương. Cô có thể cọ nhiệt, đấu với cô ta đi, đừng có điên, có PK thì vẫn thua, chẳng phải sẽ mất mặt sao. Ai nói chắc chắn sẽ thua chứ, tôi quan sát rồi,
cô Vương Đông Tuyết livestream được nửa tiếng rồi mà dì Phùng nhà họ Tần không xuất hiện. Thật hay giả vậy, hai lần PK trước, Vương Đông Tuyết thắng đều nhờ vào dì Phùng nhà họ Tần xoay chuyển tình thế, chấp hết tất cả fan, cho dù tiểu hồ nương nhờ ông chủ lớn giúp đỡ cũng vô ích. Nhưng bây giờ không có dì Phùng nhà họ Tần, Vương Đông Tuyết cũng không được tặng nhiều đồ lắm, dù sao cô ấy cũng không phải là streamer dựa vào donate, chủ yếu nhờ vào lưu lượng và độ nổi tiếng. Còn tiểu hồ nương thì khác, fan của cô ta có thói quen donate, nếu không có dì Phùng nhà họ Tần thì Vương Đông Tuyết còn lâu mới thắng được. Tiểu hồ nương nghe thấy thế liền mừng rỡ, hai lần trước đấu với Vương Đông Tuyết toàn thua, đó là nỗi nhục của cô ta, nếu như lần này có thể lật ngược tình thế, nói không chừng cô ta sẽ nổi tiếng hơn. Tiểu hồ nương nhìn vào màn hình, nếu em đấu với cô ta, các anh sẽ donate cho em chứ? Có chứ, xử cô ta đi, rửa nỗi nhục trước đó. Đúng rồi, cho dù khuynh gia bại sản, có bán thận anh cũng sẽ ủng hộ em, dù có đi vay mượn tiền anh cũng sẽ donate cho em, PK đi hồ nương. Tiểu hồ nương làm bộ làm tịch cảm ơn, sau đó mời Vương Đông Tuyết PK. Vương Đông Tuyết đang phát trực tiếp đột nhiên nhận được lời mời PK. Cô đã làm streamer được một khoảng thời gian dài rồi, thường xuyên nhận được mời lời PK, đa phần đầu là lời mời với ý tốt. Cho dù là streamer có độ nổi tiếng cao hay là streamer đến để cọ nhiệt, nhưng cũng không phân thắng thua gì hết. Chỉ có lần trước PK với tiểu hồ nương, vì số tiền thưởng lớn nên mới đấu quyết liệt như thế. Vương Đông Tuyết nhấn chấp nhận, cũng không nhìn đối phương là ai, dù sao cũng chỉ là người cùng ngành cọ nhiệt qua lại mà thôi. Chấp nhận rồi. Đại chiến thế kỷ lại bắt đầu rồi. Ha ha, cô Đông Tuyết đúng là không sợ làm to chuyện, oan gia lại chạm trán nhau rồi. Lần này thú vị đấy, hai streamer phát trực tiếp ở cùng một nơi, có kịch hay xem rồi. Cô tiểu hồ nương đúng là gan dạ đấy, hai lần thua còn chưa đủ sao. Vốn dĩ Vương Đông Tuyết không để ý lắm, nhưng nhìn bình luận của mọi người cô mới nhận ra đối thủ PK là tiểu hồ nương. Chả trách mọi người lại náo nhiệt như thế, họ là oan gia của nhau. Hai lần PK trước nổi dần dần trên mạng. Lần đầu tiên hai bên được tặng hơn 100.000 tệ, lần thứ hai mời hẳn nhân vật nổi tiếng như Tô Văn Kỳ, được xem như đại chiến thế giới. Không ngờ lần này lại PK, nếu ai không biết ân oán hai lần trước của bọn họ còn tưởng chỉ là làm màu để lăng xê bản thân. Dì Phùng vẫn chưa đến à? Mau gọi dì Phùng đi. Tôi đã nhắn tin riêng cho dì Phùng rồi, nhưng chưa trả lời, cô nhắn tin riêng cho dì Phùng vì chuyện này sao? Chứ không phải cô muốn được bao nuôi sao? Lầu trên đừng có mà nói linh tinh, người ta chỉ là không muốn cố gắng nữa thôi. Cho dù mọi người nói thế nào thì dì Phùng nhà họ Tần cũng chưa xuất hiện, cũng có người nhắn tin riêng thật nhưng không trả lời. Đương nhiên rồi, tài khoản dì Phùng nhà họ Tần ở điện thoại của dì Phùng, bà ấy sẽ không xem tin nhắn riêng, còn Tần Lâm mặc dù có mặt ở đó nhưng anh không vào tài khoản của dì Phùng. Mọi người đều có mặt ở đây cần gì phải đi xem livestream chứ? Quả nhiên quà bên tiểu hồ nương đã hơn Vương Đông Tuyết, mặc dù Vương Đông Tuyết cũng có nhiều fan, nhưng đa phần đều là học sinh hoặc là đám người không có thói quen donate, cho dù thích nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ tiền ra để tặng đồ. Bên tiểu hồ nương lập tức giành thế áp đảo, nhìn thấy số lượng quà tặng bên mình nhiều hơn Vương Đông Tuyết rất nhiều, tiểu hồ nương cười. Cô Đông Tuyết cũng thế thôi, chỉ dựa vào dì Phùng nhà họ Tần, bây giờ dì Phùng không có ở đây, chắc cô ta sẽ thua thôi đúng không? Có rất nhiều người biết ân oán giữa tiểu hồ nương và Vương Đông Tuyết, vì thế cô ta cũng không phải giả vờ, có cơ hội liền chọc ngoáy Vương Đông Tuyết vài câu, để mọi người biết cô ta lợi hại hơn. Cảm ơn các anh đã donate cho em, nếu hôm nay em thắng, tối về em sẽ cho các anh chút phúc lợi. Nói xong, tiểu hồ nương chớp mắt, ra hiệu ngầm. Fan bên Vương Đông Tuyết không thấy vui cho lắm, cô tiểu hồ nương này đúng là tố chất không ra gì, thắng rồi còn châm chọc người ta nữa. Không thấy Đông Tuyết chẳng thèm để ý đến cô sao. Không ít người chạy sang bên tiểu hồ nương để chửi rủa cô ta, cư dân mạng rất thẳng thắn, không hề khách khí chút nào. Thấy những lời lẽ chửi rủa mắng nhiếc đó, tiểu hồ nương càng đắc ý. Cô Đông Tuyết bề ngoài thì giả bộ ngây thơ trong sáng, thấy chưa, biết mình sắp thua nên thuê biệt đội chửi thuê sang chửi tôi đây mà, kiểu giả vờ ngây thơ của cô ta cũng chẳng khác gì làm bộ lẳng lơ, đúng là vô vị nhàm chán. Lời của tiểu hồ nương lập tức truyền vào phòng livestream, cư dân mạng sục sôi phẫn nộ. Dám nói Đông Tuyết chúng tôi làm dáng lẳng lơ, đúng là muốn chết mà. Xem ra dì Phùng không ra tay là không được rồi, có ai quen dì Phùng không, mau gọi dì ấy ra dạy cô ta cách làm người đi. Hôm nay dì Phùng nhà họ Tần làm sao thế, chả thấy động tĩnh gì cả.
Dì Phùng mà không ra tay, e rằng chúng ta sẽ bị con tiện nhân kia lấn át. Lúc mọi người bó tay chịu chết, đột nhiên phòng Livestream của Vương Đông Tuyết thông báo đầy màn hình. Lão Tiết tặng một hỏa tiễn siêu cấp. Lão Tiết tặng một hỏa tiễn siêu cấp. Lão Tiết tặng một hỏa tiễn siêu cấp. 50 hỏa tiễn siêu cấp lao đến, phòng Livestream lập tức bùng nổ. Vãi trường Tiết thiếu gia, đây không phải lần đầu tiên Tiết Đại Lâm chơi Livestream, thiếu gia con nhà giàu giống cậu ta đã từng xem rất nhiều Livestream của những nhân vật nổi tiếng trên mạng, nhìn thấy ai thuận mắt là tiện tay thường vài chục nghìn tệ. Vì thế Tiết Đại Lâm cũng là người nổi tiếng trong các diễn đàn Livestream lớn, mọi người đều biết lão Tiết là ai. Chính là vị thiếu gia giàu có hàng đầu đó. Một loạt hỏa tiễn của Tiết Đại Lâm lập tức khiến phòng Livestream của Vương Đông Tuyết bùng nổ, số lượng quà tặng đã vượt qua Tiểu Hồ Nương, cậu ta cũng mạnh tay chẳng khác gì dì Phùng nhà họ Tần. Vương Đông Tuyết nhìn quà tặng, vừa định cảm ơn thì phát hiện người tặng là lão Tiết. Đương nhiên cô cũng biết lão Tiết là ai, nhìn Tiết Đại Lâm ngồi trước mặt, cô cười, nướng một miếng gan ngỗng cho cậu ta để cảm ơn, mọi người bắt đầu chế nhạo. Bây giờ Đông Tuyết bắt đầu kiêu ngạo rồi. Người ta tặng 1 triệu tệ mà cũng chẳng cảm ơn lấy một câu. Ha ha, có phải lão Tiết rất thất vọng đúng không? 1 triệu tệ, người ta chẳng nói năng gì cả. Đông Tuyết của chúng ta cũng đã thấy qua cảnh đời rồi được chưa? 1 triệu tệ chỉ là con số còn con, không có gì Phùng ở đây, nếu mà gì Phùng cộng thêm lão Tiết chẳng phải sẽ gây ra cú chấn động lớn sao? Quá kinh khủng, Tiểu Hồ Nương lại ngây người ra rồi, ha ha ha. Phòng Livestream của Vương Đông Tuyết lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Mọi người thích hóng drama kiểu này nhất, mặt Tiểu Hồ Nương quả nhiên tối sầm lại, vốn dĩ tưởng Vương Đông Tuyết không có gì Phùng nhà họ Tần chắc chắn sẽ thua, ai ngờ đến nửa đường lại xuất hiện Tiết Đại Lâm. Sao Vương Đông Tuyết lại lợi hại thế chứ, có thể quen biết cả thiếu gia đẳng cấp như Tiết Đại Lâm sao? Tiểu Hồ Nương thực sự rất ghen tị, Tiết Đại Lâm là thiếu gia con nhà giàu đẳng cấp, nếu như có thể kết thân với nhân vật đấy. Còn Livestream gì nữa, chỉ nằm thôi cũng có thể kiếm vài triệu tệ một năm rồi. Tiểu Hồ Nương lén dùng điện thoại gửi tin nhắn riêng cho Tiết Đại Lâm. Anh Tiết, em vừa mới vào nghề, quan tâm em chút đi, ngoa ngoa. Chiêu này của Tiểu Hồ Nương rất lợi hại, đám thiếu gia con nhà giàu đó đương nhiên là thiếu gái, bọn họ rất muốn thử cảm giác tươi mới. Tiểu Hồ Nương nói như thế, thể hiện bản thân rất trong sáng, thanh khiết, rất nhiều đại gia mắc câu. Tuy nhiên Tiểu Hồ Nương đợi mãi mà không thấy Tiết Đại Lâm trả lời, cô ta lại nhắn một câu. Anh Tiết, tuy nhiên lúc nhắn tin, cô ta phát hiện mình đã bị block. Tiểu Hồ Nương tức giận nghiến răng nghiến lợi, giả vờ cái gì chứ? Có tiền là ghê gớm lắm sao? Trong phòng Livestream có không ít người bắt đầu kích đều. Thôi xong rồi, Tiết thiếu gia ra tay, lần này lại thua rồi. Vốn tưởng lần này có thể lật ngược tình thế, ai ngờ thua thảm hại luôn. Has, hết cách rồi. Cô Đông Tuyết đó quá mạnh. Tiểu Hồ Nương tối sầm mặt lại, hừ lạnh lùng một tiếng, có gì ghê gớm chứ, tên Tiết Đại Lâm đó chỉ là một thiếu gia chơi bời lêu lổng, lấy tiền của mẹ cậu ta đờ đâu nết, hù. Dù sao là ở trong phòng Livestream nên Tiểu Hồ Nương cũng không để ý. Tuy nhiên nói xong câu nói này, trong phòng Livestream của Vương Đông Tuyết, một người thanh niên ngồi trước bếp Teppanyaki đột nhiên đứng dậy, đi sang bên cạnh. Mặc dù chỉ thoáng qua một tí nhưng không ít người nhận ra. Mẹ nó, người lúc nãy có phải là Tiết thiếu gia không? Hình như là thế, tôi tuyệt đối không nhận nhầm Tiết thiếu gia. Thì ra Tiết thiếu gia và Vương Đông Tuyết quen nhau, cũng ở trên thuyền sao? Tiết thiếu gia ở trên du thuyền Kim Thái cũng là chuyện bình thường mà. Vốn dĩ đây là nơi để người giàu vui chơi, Tiết thiếu gia đến đây cũng rất bình thường. Sau khi nhiều người thấy Tiết thiếu gia biến mất khỏi phòng Livestream của Vương Đông Tuyết, đột nhiên có dự cảm sẽ được xem drama hấp dẫn. Mau mau đến phòng Livestream của Tiểu Hồ Nương xem sao. Vừa nói xong, không ít người ao khỏi phòng Livestream của Vương Đông Tuyết để sang chỗ của Tiểu Hồ Nương. Nhìn thấy nhiều người vào xem như thế, Tiểu Hồ Nương mừng rỡ. Cảm ơn các anh đã vào phòng Livestream của Hồ Nương, hãy nhấn vào theo dõi đi. Tuy nhiên cô ta không phát hiện ra mọi người vào không phải để xem cô ta mà để nhìn Tiết thiếu gia. Tiết Đại Lâm đến trước mặt Tiểu Hồ Nương. Lúc này cô ta mới ngẩng đầu nhìn cậu ta. Tiết thiếu gia, bóp, Tiết Đại Lâm tát một phát vào mặt Tiểu Hồ Nương. Con mẹ nói, cô dám chửi tôi sao? Tiểu Hồ Nương suýt nữa thì bật khóc, cô ta vốn tưởng chửi vài ba câu trong phòng Livestream thì không sao cả, ai ngờ rằng Tiết Đại Lâm lại xuất hiện ở bên cạnh mà còn nghe thấy nữa. Rất nhiều fan cứng trong phòng Livestream thấy bất bình,
đúng là hống hách thật đấy, có tiền là được tùy tiện đánh người sao? Đúng vậy đấy, cậu cậy mẹ mình có tiền còn hồ nương của chúng tôi dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cậu dựa vào gì mà đánh người chứ? Mắng cậu hai ba câu thì có làm sao chứ, hồ nương của chúng tôi ghét cái loại nhà giàu hống hách như cậu. Chửi chết Tiết Đại Lâm đi, nhìn thấy hàng loạt bình luận trên màn hình, Tiết Đại Lâm cười khẩy. Các người vẫn còn tưởng cô ta là thiếu nữ trong sáng thuần khiết sao? Nói xong, Tiết Đại Lâm giơ điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn mà tiểu hồ nương gửi cho cậu ta rồi giơ trước ống quay, để người trong phòng Livestream nhìn rõ. Thấy tiểu hồ nương trước ống kính thì giả vờ ngây thơ, giả vờ nỗ lực, sau lưng lại lên giường với đại gia. Không leo lên được còn chửi người ta, đúng là ghê tởm. Điện thoại của Tiết thiếu gia sáng lên, mọi người lập tức bùng nổ. Không ngờ tiểu hồ nương lại là loại người này, tôi còn tưởng cô là thiếu nữ trong sáng thuần khiết, hủy theo dõi. Ha ha, coi như tôi đã nhìn rõ rồi, trong cái giới này làm gì còn người phụ nữ trong sáng đơn thuần chứ, tiểu hồ nương cô đi chết đi. Suốt ngày nói người khác cặp với đại gia, kết quả bản thân không cặp kè với đại gia được nên ghen ghét đố kỵ với người ta. Mau cút đi, cút khỏi hồ ngư đi, cút, lập tức phòng Livestream của tiểu hồ nương giống như bị nổ tung vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu chửi rủa. Trước đây còn có vài fan cứng, bây giờ fan cứng trở thành fan qua đường hoặc anti-fan. Dù sao tiểu hồ nương đã bị vạch trần bản chất thật, nịnh bợ thiếu gia nhà giàu không được quay ra chửi người ta trong phòng Livestream, kết quả bị đánh, đúng là drama hấp dẫn quá. Mặt tiểu hồ nương vô cùng khó coi, nếu đổi lại là người khác, thế nào cô ta cũng đáp trả lại, dù sao cũng ở trước mặt nhiều người thế này, không thể tỏ ra yếu thế được. Tuy nhiên người đánh cô ta là Tiết thiếu gia, cô ta không thể đắc tội được. Tiểu hồ nương ôm mặt, cô ta chỉ có thể bất động đứng đó, thậm chí không dám nói gì. Tiết Đại Lâm cười lạnh, cảm thấy chả có gì hứng thú liền lập tức rời khỏi. Vẻ mặt tiểu hồ nương dường như không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng tắt điện thoại, đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác tát khi đang trên sóng Livestream. Tuy đã tắt điện thoại, nhưng chuyện của tiểu hồ nương vẫn đang được bàn tán xôn xao. Phòng Livestream hiện lên cả trang đầu, mặc dù vẫn chưa bắt đầu Livestream, nhưng lượt truy cập cũng như bình luận lại nhiều không thể tả. Không hề thua kém gì so với Vương Đông Tuyết trước đây, cũng có rất nhiều người hô hào. Nhưng điều khác biệt là, Vương Đông Tuyết ở trang đầu vì mọi người yêu thích cô. Còn tiểu hồ nương thì bị mọi người mắng trong phòng Livestream. Cô ta đã được, hot, như mình mong muốn, nhưng lại theo tình huống như thế này. Một số quản lý cấp cao của nền tảng Hồ Ngư đã nhìn thấy sự cố này và ngay lập tức chặn phòng Livestream của tiểu hồ nương, những gì cô ta phải đối mặt tiếp theo đó là số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng. Bên Vương Đông Tuyết không hề quan tâm đến những việc đó mà chỉ chuyên tâm vào nấu ăn, cho nên độ nổi tiếng và yêu thích mới càng ngày càng cao. Sau khi Livestream hơn một tiếng, Vương Đông Tuyết tắt điện thoại, mặc dù rất quan tâm đến lời hô hào của người hâm mộ. Nhưng dù sao cô cũng đang ở trên tàu hẹn hò với Tần Lâm nên không thể tiếp tục Livestream được. Tắt điện thoại xong, hai người dạo chơi trên thuyền một lúc lâu, cuối cùng cũng đã kết thúc chuyến du ngoạn. Sau khi xuống tàu, Tần Lâm vốn định đưa Vương Đông Tuyết về nhà, nhưng đột nhiên anh nhìn thấy tin tức hiện lên trên điện thoại. Bác sĩ bệnh viện nhân dân làm bệnh nhân tử vong và bị người nhà vây kín ở bệnh viện. Điều thứ nhất, Tần Lâm vốn là một bác sĩ nên anh vô cùng nhạy cảm với loại tin tức như thế này. Điều thứ hai, bệnh viện nhân dân chính là nơi Lâm Nguyệt Giao đang làm việc, đương nhiên cũng sẽ khiến Tần Lâm chú ý. Sau khi nhấn vào bài báo, liền nhìn thấy một nữ bác sĩ đang bị mọi người vây quanh, hình như có rất nhiều người đang kéo giữ cô ấy. Tuy đeo khẩu trang và mặc áo blue trắng, nhưng Tần Lâm vẫn có thể nhìn ra được người đó chính là Lâm Nguyệt Giao. Tần Lâm cau mày, Đông Tuyết, em về trước đi, hình như em họ anh đang xảy ra chút chuyện, để anh đến bệnh viện một chuyến. Được. Anh đi cẩn thận nhé. Tần Lâm để Tiết Đại Lâm đưa Vương Đông Tuyết về nhà, còn anh tự mình lái xe đến bệnh viện nhân dân. Lúc này, bệnh viện nhân dân đã bị vây kín đến mức cả con kiến cũng chui không lọt, bên ngoài toàn là phóng viên, thậm chí còn có cả cảnh sát, có vài chiếc siêu xe đậu trước cổng bệnh viện chắn ngang lối vào. Mấy chiếc Mercedes-Benz trực tiếp lái đến rồi đậu ngay trước cổng, dường như người nhà của bệnh nhân đã dùng xe chặn hết nơi này. Gọi nữ bác sĩ đó ra đây mau. Có gan làm chết người sao không có gan nhận, các người làm cho anh trai tôi chết, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai ở cái bệnh viện này đâu. Phóng viên mau đến xem này, cái bệnh viện ác độc này chứa toàn lang băm thôi. Đã không có bản lĩnh lại còn dám làm liều,
ai cho các người cái dũng khí đó vậy hả? Mau ra đây, mau ra đây, không biết đây là người nhà hay, người mà người nhà mang đến để gây rắc rối nữa, dù sao bây giờ cửa của bệnh viện cũng không thể ra hay vào được, cảnh sát chỉ có thể duy trì trật tự ở bên ngoài, với lại hiện tại tâm trạng người nhà bệnh nhân không ổn định nên bọn họ cũng không dám manh động. Tần Lâm nhíu mày, trực tiếp đi đến bên cạnh phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, sau đó anh trèo qua tường ngoài để lên đến lầu 2, rồi đi vào từ cửa sổ nhà vệ sinh. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao vẫn đang bận rộn trong phòng phẫu thuật, một số chuyên gia đều vây quanh trước giường bệnh với vẻ mặt buồn bã. Nguyệt Giao, đừng tốn sức nữa, bệnh nhân không qua khỏi đâu. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường trong tình trạng nguy cấp. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao trắng bệch, cô liên tục dùng biện pháp cấp cứu CPR sao nhưng chẳng có tác dụng gì. Sao biện pháp cấp cứu CPR, hay còn gọi là hồi sức tim phổi, tổ hợp thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu dầu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Vành mắt Lâm Nguyệt Giao đỏ hoe, trong lòng vô cùng lo lắng. Không chỉ bởi vì trách nhiệm, mà còn vì một sinh mệnh cứ thế biến mất trước mắt, nên thật sự khiến cho cô không cam lòng. Chủ nhiệm bên cạnh hừ lạnh một tiếng, bác sĩ Lâm, cô đã làm gì thế này, lúc trước là do cô đưa bệnh nhân đến bệnh viện nha khoa của chúng tôi, bây giờ thì hay rồi, bệnh nhân lại xảy ra chuyện ở đây, tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng đụng vào bệnh nhân này đâu đấy, tất cả mọi trách nhiệm đều là của mấy người. Trong lĩnh vực y học, nha khoa là một chuyên ngành riêng biệt, ngang hàng với đông y và tây y. Vậy nên bệnh viện răng hàm mặt mới là một bệnh viện riêng biệt. Lúc trước Lâm Nguyệt Giao ở bên đó, bệnh nhân không ngừng nói đau cổ và ngực, nhưng không biết tại sao y tá hướng dẫn lại sắp xếp ông ấy đến khoa nội để kiểm tra trước. Sau khi Lâm Nguyệt Giao kiểm tra một lượt xong, mới phát hiện bệnh nhân bị hoại tử dây thần kinh khoang miệng, nên mới dẫn đến việc đau ở cổ và ngực. Một khi tìm được nguyên nhân sau cùng thì mới, đúng bệnh hốt thuốc được. Nhưng đây là vấn đề của khoa răng hàm mặt. Lâm Nguyệt Giao đã giải thích với bệnh nhân rằng ông ta nên chuyển đến bệnh viện răng hàm mặt bên cạnh để điều trị. Nhưng khi vừa khám xong, bệnh nhân đột ngột co giật và kêu đau, sau đó Lâm Nguyệt Giao mới nhanh chóng tiếp nhận điều trị. Bệnh nhân lấy trong túi ra một đơn thuốc và nói với Lâm Nguyệt Giao rằng mỗi lần bị đau ông ta đều uống theo nó. Thấy cơ thể bệnh nhân co giật dữ dội, sợ ông ta sẽ tự cắn vào lưỡi mình nên Lâm Nguyệt Giao mới cho ông ta uống một viên thuốc, nhìn bên ngoài thì đó chỉ là một viên thuốc giảm đau. Không hề có tác dụng phụ. Nhưng sau khi uống xong, bệnh nhân ngay lập tức ngất xỉu và lên cơn sốc nhẹ. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao mới ý thức được đang gặp rắc rối, vì vậy cô đã nhanh chóng liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện răng hàm mặt ở bên cạnh để gấp rút đưa bệnh nhân sang. Nhưng khi đưa qua bên đó thì đã muộn rồi, bệnh viện răng hàm mặt tuy có thể giải quyết được vấn đề dây thần kinh dưới răng nhưng không giải quyết được tình trạng bệnh nhân bị sốc. Còn Lâm Nguyệt Giao lại là bác sĩ khoa nội của bọn họ. Theo các phương pháp hồi sức bệnh nhân thông thường thì không thể nào cứu sống ông ấy nổi. Bởi vì vấn đề cơ bản bên trong khoang miệng vẫn chưa được giải quyết, nên không thể nào tỉnh lại được. Sau đó, người nhà bệnh nhân đến, nghe nói bác sĩ bất lực liền lập tức làm loạn, sau đó còn tát Lâm Nguyệt Giao một bạt tai. Bây giờ trên mặt Lâm Nguyệt Giao vẫn còn 5 dấu vân tay, nhưng cô không hề quan tâm, cô phải chịu trách nhiệm về sự cố này, điều quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được bệnh nhân. Chủ nhiệm Chung, chuyện này không thể trách mình tôi được, bệnh nhân hôn mê trong phòng khám của tôi, vì vậy đương nhiên tôi phải cứu ông ấy. Chủ nhiệm Chung cười lạnh, cô có thể cứu người, nhưng cô có biết mình đã cho bệnh nhân uống thuốc gì không? Lâm Nguyệt Giao trả lời, đó là do bệnh nhân muốn. Chủ nhiệm Chung cười khẩy, bác sĩ Lâm, cô là bác sĩ đấy, còn ông ấy là bệnh nhân, chẳng lẽ dùng thuốc gì đều phải đợi bệnh nhân nói cho cô biết à? Lâm Nguyệt Giao nghiến răng nghiến lợi, không thể phản bác, trong trường hợp đó. Chỉ cần một bác sĩ có lương tâm thì đều sẽ làm như vậy, ai lại nghĩ đến việc chịu trách nhiệm khi cứu người chứ? Chủ nhiệm Chung, tôi đã kịp thời đưa ông ấy đến chỗ các người rồi, tại sao các người lại không có biện pháp gì? Chủ nhiệm Chung lắc đầu, bác sĩ Lâm, cô đừng nói là đưa đến kịp thời, mà sau khi bệnh nhân bị sốc mới được đưa đến đây, chúng tôi chỉ là bệnh viện răng hàm mặt, chỉ có thể giải quyết các vấn đề về khoang miệng, nhưng cô thấy đấy, miệng bệnh nhân không hề mở ra, nên chúng tôi cũng đành bó tay. Hầu hết các khoa răng hàm mặt đều cần sự hợp tác của bệnh nhân, vì trong khoang miệng có rất nhiều mạch máu và dây thần kinh liên quan đến đầu và lưỡi. Vậy nên khi bệnh nhân bị sốc, rất khó để thực hiện ca mổ. Sau khi đưa dao mổ vào miệng bệnh nhân, nếu bệnh nhân co giật, nghiêng đầu hoặc lắc người thì sẽ tự cắn vào động mạch chủ ở lưỡi dẫn đến tử vong,
Vì vậy, trong trường hợp này, chủ nhiệm Chung mới không dám thực hiện ca mổ. Chỉ cần chưa động đến bệnh nhân thì trách nhiệm này không phải của ông ta. Lâm Nguyệt Giao lúc này mồ hôi nhễ nhại, nhưng không còn cách nào khác, cô hoàn toàn không hiểu gì về răng hàm mặt, mười mấy chuyên gia ở xung quanh, ai nấy cũng đều bất lực. Sau khi Tần Lâm vào được bệnh viện, phải mất lời giải thích, thì bảo đảm ngày mai bệnh viện của các người sẽ xuất hiện trên các mặt báo. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao đột nhiên thay đổi, cô cũng cho rằng người nhà bệnh nhân không hề đơn giản, nếu không thì trong thời gian ngắn sao lại có nhiều phóng viên ở trước cửa như vậy chứ? Không ngờ người này lại là tổng biên tập của báo Hoa Hạ. Trước tiên xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu chữa, hiện tại tôi sẽ chuẩn bị gây mê, xin các vị đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Tổng biên tập Sở hừ lạnh một tiếng, cô cho rằng tôi vẫn còn tin cô sao? Người ở bên trong là anh trai tôi, nhanh chóng gọi chuyên gia giỏi nhất bệnh viện của các người đến chữa trị ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không để mấy người sống tốt đâu. Tần Lâm bước vào đám đông, rồi đứng trước mặt Lâm Nguyệt Giao để bảo vệ cho cô. Các người cứ yên tâm đi, bệnh nhân sẽ không có chuyện gì đâu, chúng tôi sẽ đi cứu chữa ngay bây giờ, tổng biên tập Sở nói, được. Đây là do cậu nói đấy, nếu như anh tôi xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Nói xong, vài người xung quanh tổng biên tập Sở lập tức cầm máy ảnh lên để chụp, ông ta đích thân đưa phóng viên vào tận đây để ghi hình trực tiếp. Tần Lâm cũng không buồn giải thích, trực tiếp kéo Lâm Nguyệt Giao vào phòng phẫu thuật. Lâm Nguyệt Giao cau mày, hơi vùng vẫy một chút. Anh làm loạn gì thế, anh gây ra họa lớn rồi đó. Làm sao anh có thể bảo đảm với bọn họ được chứ, trên thực tế bệnh nhân không có cách nào cứu sống, chỉ có thể chờ chết mà thôi, lát nữa ra ngoài làm sao giải thích với bọn họ được đây. Năng lượng của tổng biên tập Sở quả nhiên không hề bình thường, bệnh nhân còn chưa chết, thế mà vừa rồi lại có tin, bệnh viện nhân dân làm chết người, chính là mục báo mà Tần Lâm đã nhìn thấy. Nếu bệnh nhân thật sự chết rồi, thì chắc chắn tin tức tiêu cực này sẽ tràn ngập các mặt báo, và Lâm Nguyệt Giao sẽ trở thành tội đồ của bệnh viện nhân dân, Tần Lâm nói yên tâm đi, để anh xem thử. Lâm Nguyệt Giao thật sự cạn lời, anh xem thì có tác dụng gì chứ, anh chỉ là bác sĩ đông y thôi. Tần Lâm cười đáp, chính bởi vì là đông y, nên mới có hy vọng. Tây y có hệ thống hoàn chỉnh và chuyên về các khoa, vì vậy nên phân biệt vô cùng rõ ràng chi tiết, khoa răng hàm mặt chính là khoa răng hàm mặt. Đương nhiên bác sĩ ở đây sẽ không biết nhiều về các chuyên ngành khác. Nhưng đông y thì khác, các bác sĩ đông y bắt buộc phải phát triển toàn diện. Nói trắng ra là Tần Lâm đều thông thạo tất thảy các chuyên khoa của Tây y, ngay cả khoa sản anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Khả năng toàn diện này không phải Lâm Nguyệt Giao có thể so sánh được. Hai người đi vào phòng cấp cứu, nhìn thấy chủ nhiệm Chung và những người khác đang vây quanh bệnh nhân, nhưng đành bất lực. Tần Lâm nói, những người không liên quan làm ơn tránh sang một bên, chủ nhiệm Chung cau mày, cậu là ai? Sự việc đã đến nước này, Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nói. Đây là anh họ tôi, anh mấy mở y quán đông y. Chủ nhiệm Chung hừ lạnh một tiếng, mở phòng khám mà cũng dám đến bệnh viện của chúng tôi. Bác sĩ Lâm, cô nực cười quá rồi đẩy, cô không thể tự mình chữa lại tùy tiện đi gọi một bác sĩ đông y ở ngoài đến chữa sao? Nếu như xảy ra chuyện thì cô có kham nổi không? Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao trầm xuống, sau đó nói, nếu xảy ra chuyện, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần chủ nhiệm Chung quan tâm đâu. Lâm Nguyệt Giao trợn mắt, loại đàn ông không dám gánh vác này lại có thể làm bác sĩ sao, thật nực cười. Chủ nhiệm Chung cười khẩy, nếu đã như vậy thì chúng ta ra ngoài đi, tránh việc bị liên lụy. Đi thôi, chủ nhiệm Chung đưa một vài bác sĩ từ bệnh viện răng hàm mặt trực tiếp rời khỏi phòng cấp cứu. Lần này bọn họ không còn ở hiện trường nữa, đương nhiên dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đều không liên quan đến bọn họ. Mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Lâm Nguyệt Giao và Tần Lâm. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao hết sức khó coi, khi nhìn thấy bệnh nhân đang nguy kịch, nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống. Nếu không cứu được bệnh nhân thì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, không liên quan gì đến việc trách nhiệm. Tần Lâm nói, đừng khóc nữa, giúp anh chuẩn bị một số dụng cụ phẫu thuật đi. Lâm Nguyệt Giao lau nước mắt, anh đừng làm bậy nữa. Không ai có thể cứu nổi tình trạng này đâu, cứ để em chịu trách nhiệm đi. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao chợt nghĩ đến Tần Đại Sư, nếu Tần Đại Sư ở đây, không chừng bệnh nhân có thể được cứu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô hoàn toàn không thể liên lạc với Tần Đại Sư được, hơn nữa đây lại là chuyện của bệnh viện răng hàm mặt, có vẻ bệnh nhân cũng không còn nhiều thời gian để bọn họ chữa trị nữa. Tần Lâm nói yên tâm đi. Anh từng học qua các phương thuốc cổ truyền,
anh chữa được. Lời nói của Tần Lâm đã mang đến cho Lâm Nguyệt Giao một tia hy vọng, kiến thức đông y vô cùng uyên thâm, có rất nhiều phương thức cổ truyền hết sức lợi hại, nếu như đúng bệnh thì sẽ có thể chữa được những căn bệnh rất phức tạp mà Tây y không thể nào làm được. Nói không chừng Tần Lâm lại có phương thuốc cổ truyền nào đó, thử một lần thì có sao, dù sao bây giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Lâm Nguyệt Giao bắt đầu làm trợ thủ cho Tần Lâm, trừ Lâm Nguyệt Giao ra thì chẳng có người ngoài, nên Tần Lâm cũng chẳng giấu giếm làm gì. Tần Lâm xem mạch cho bệnh nhân, đảo mí mắt, mở miệng và nhìn vào các tựa lưỡi, anh đã hoàn toàn hiểu rõ các triệu chứng. Đông y là thế, về cơ bản phải thành thạo tất cả các chuyên môn, vấn đề răng hàm mặt cũng không ngoại lệ. Người khác không dám mổ, cũng không có nghĩa là Tần Lâm cũng không dám. Muốn chữa khỏi bệnh trước hết phải chữa tận gốc căn nguyên, tự nhiên các vấn đề khác về răng miệng cũng sẽ được giải quyết. Nâng bệnh nhân lên, để ông ấy ngả ra sau khoảng 45 độ rồi đâm hai cây kim bạc vào hai bên khóe miệng của bệnh nhân. Đột nhiên, bệnh nhân há miệng ra, nhưng vẫn bất động. Lâm Nguyệt Giao hơi kinh ngạc, như này không sao chứ? Nếu bệnh nhân lên cơn co giật thì sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Tần Lâm đã dùng kim bạc chặn hai huyệt đạo lớn của bệnh nhân, đương nhiên những bộ phận trên cổ sẽ không thể nào cử động được. Sau đó, Lâm Nguyệt Giao chuẩn bị kéo và nhíp phẫu thuật rồi cả hai cùng bắt đầu thực hiện ca mổ. Quy trình phẫu thuật thực ra rất đơn giản, đó là nhổ đi chiếc răng bị hư, diệt các dây thần kinh bên trong và thông kinh mạch, và đương nhiên các bộ phận liên quan ở bên dưới sẽ ổn. Khó khăn lớn nhất của ca mổ chính là bệnh nhân không phối hợp được, vậy nên bọn họ không thể thực hiện ca mổ một cách bình thường, đó là lý do khiến cho nhiều chuyên gia lực bất tòng tâm. Nhưng không ngỡ Tần Lâm chỉ dùng hai cây kim bạc để cố định bệnh nhân. Đây là điều không phải bác sĩ đông y nào cũng có thể làm được. Điểm huyệt để cố định người hay được chiếu trên TV đều là giả, cơ bản toàn được phóng đại, điểm huyệt trong võ thuật thật sự chính là đánh trúng chỗ hiểm, nó khiến người ta mất đi khả năng chiến đấu trong một thời gian ngắn, không hề khoa trương đến mức khiến cơ thể cứng đờ không cử động được. Nhưng hai cây kim bạc của Tần Lâm vừa làm được như vậy, khiến cho Lâm Nguyệt Giao không khỏi kinh ngạc. Điều này có trong phương thuốc cổ truyền à? Tần Lâm cười đáp, cái này, dễ luyện không? Lâm Nguyệt Giao cũng muốn học, vấn đề lớn nhất trong khoa răng hàm mặt chính là mức độ há miệng của bệnh nhân, đôi khi ngay cả lúc bệnh nhân muốn hợp tác một cách có ý thức, nhưng khi dao kẹp vào trong miệng thì họ sẽ luôn cảm thấy buồn nôn hoặc ngậm miệng lại. Nếu có thể học được kỹ năng này, về sau cứ trực tiếp đâm hai cây kim vào khóe miệng thì bệnh nhân sẽ ngoan ngoãn há miệng ra, đây thực sự là một tiện ích lớn cho những người làm nghề y. Tần Lâm bất lực lắc đầu, nếu không có nền móng sẽ rất khó luyện. Dù gì Lâm Nguyệt Giao cũng là bác sĩ Tây y, nếu muốn học châm cứu thì phải học lại từ đầu, nếu muốn đạt đến trình độ của Tần Lâm thì không hề dễ chút nào. Ó, Lâm Nguyệt Giao hơi thất vọng, nhưng cô cũng có chút tin tưởng vào y thuật của Tần Lâm, xem ra anh ở bên ngoài đã học được không ít kỹ năng. Theo ước tính, chỉ có những bác sĩ đông y lớn tuổi mới tinh thông các phương thuốc cổ truyền, còn Tần Lâm vừa hay lại tìm đúng bệnh, thật không dễ dàng gì. Sau khi hai người phẫu thuật xong, Tần Lâm lại tiếp tục châm kim cho bệnh nhân, vấn đề trong khoang miệng đã được giải quyết, chỉ còn lại biến chứng, dù sao thì cũng dễ dàng để xử lý. Anh rút hai cây kim bạc trên miệng xuống, sau đó bệnh nhân mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao bước nhanh về phía trước, mở mí mắt của bệnh nhân ra kiểm tra, thấy đã ổn hơn rất nhiều liền đưa ba ngón tay ra. Ông xem đây là số mấy? Bệnh nhân nuốt nước miếng, có chút yếu ớt, ba. Ý thức và thị lực đều đã được phục hồi, giống như ông ấy được cứu từ quỷ môn quan về vậy. Ông nghỉ ngơi một chút đi, để tôi truyền đường glucosa cho ông. Bệnh nhân quá yếu, cần dinh dưỡng gấp nên mới phải truyền nước ở phòng cấp cứu. Chủ nhiệm Trung ở bên ngoài đợi đã lâu, nhưng Lâm Nguyệt Giao vẫn chưa ra, ông ta có chút bực dọc, bèn đưa người đi vào trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy bệnh nhân đang được truyền đường glucosa, liền nhất thời kinh ngạc. Ông ta tiến đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Chữa khỏi rồi sao? Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, không cần ông phải hao tâm tổn sức đâu. Nói xong, cô trợn tròn mắt, bác sĩ như chủ nhiệm Trung thật sự vừa không có năng lực lại không có đạo đức, nên bị giáng chức mới phải. Chủ nhiệm Trung kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn việc bệnh nhân đã hồi phục, sau đó ông ta đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngay lập tức ông ta nói với mấy người bên phía mình, nhớ kỹ đẩy, bệnh nhân này là do tôi cứu được. Chủ nhiệm Trung trầm giọng nói, vài bác sĩ lập tức hiểu ra liền gật đầu.
nhân lúc Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao vẫn còn đang chăm sóc bệnh nhân thì chủ nhiệm Trung đã dẫn một vài người đi ra khỏi phòng cấp cứu. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, tổng biên tập Sở và người nhà bệnh nhân đã lập tức vây quanh ông ta, còn có cả những phóng viên mang theo máy ghi hình khi nãy. Bác sĩ, anh tôi sao rồi? Vừa rồi chính các người bảo đảm rằng anh tôi sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Lâm là người đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ không sao, nhưng tổng biên tập Sở lại cho rằng các bác sĩ ở bệnh viện này đều là một. Chủ nhiệm Trung nghiêm mặt nói, xin mọi người cứ yên tâm, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được truyền dịch, bổ sung một ít đường glucosa rồi sẽ ra ngoài ngay. Vẻ mặt của tổng biên tập Sở cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh trai mình vẫn ổn. Máy ghi hình vẫn còn đang giữ, tổng biên tập Sở lại hỏi tiếp. Tuy không có sự cố nhưng lần này vẫn hết sức nguy hiểm, ông có thể nói rõ hơn không? Chủ nhiệm Trung gật đầu và nói trước ống kính. Nguyên nhân khiến lần chữa trị này trở nên nguy hiểm chính là không kịp thời chữa trị. Bệnh nhân sau khi đến tay bác sĩ Lâm Nguyệt Giao của Bệnh viện Nhân dân liền được cho uống thuốc theo khoa nội, kết quả đã uống nhầm thuốc giảm đau nên bị sốc, co cứng toàn thân lúc bệnh nhân được đưa đến không thể mở được miệng. Lúc này nếu chuyển sang bác sĩ khoa răng hàm mặt bình thường thì chắc chắn sẽ bó tay. Nhưng may mắn thay, lại có tôi ở đây, tôi đã dùng một số phương pháp để giữ miệng của bệnh nhân và ca mổ đã được thực hiện một cách an toàn. Sau khi chủ nhiệm Trung nói xong, tổng biên tập Sở cũng nở một nụ cười trên mặt, hóa ra đều là lỗi của bác sĩ Lâm đó. Nếu không có chủ nhiệm Trung thì có lẽ anh trai của ông ta đã xong đời rồi. Tổng biên tập Sở nhanh chóng bước tới, hào hứng bắt tay chủ nhiệm Trung, chủ nhiệm Trung. Cảm ơn anh đã cứu anh trai tôi, khi về tôi sẽ đưa tin này lên. Chủ nhiệm Trung cười nói, danh vọng đối với tôi không quan trọng, ước nguyện ban đầu của tôi chính là cứu được bệnh nhân. Vẻ mặt tổng biên tập Sở đầy kính phục, ông ta nhanh chóng vỗ tay và nói với đám phóng viên. Hãy mau viết lại lời phát biểu sau đây. Chủ nhiệm Trung mỉm cười, nói, được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi phải đi xem những bệnh nhân khác nữa. Nói xong, chủ nhiệm Trung liền rời đi. Thực ra ông ta không hề có bệnh nhân nào, chủ yếu là do ông ta không phải là người chữa trị cho bệnh nhân nên mới không biết các thao tác cụ thể. Nếu tiếp tục hỏi, ông ta sợ rằng sẽ bị lộ, mặc dù đám phóng viên trước mặt không nghe được gì, nhưng nếu có đồng nghiệp nghe được thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ biết. Khi miệng đóng lại và cơ thể bị chấn động thì phẫu thuật sẽ được thực hiện như thế nào chứ? Đây là một vấn đề vẫn luôn rất khó để khắc phục trong khoa răng hàm mặt. Nếu đăng tin chi tiết thì đương nhiên sẽ có người trong ngành đến trưng cầu ý kiến, đến lúc đó thì sẽ bại lộ mất. Tổng biên tập Sở đầy khâm phục, đúng là người có đạo dư cao. Khi về tôi sẽ viết một bản thảo để ngày mai đăng lên trang nhất. Khi Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao đưa bệnh nhân ra ngoài, tổng biên tập Sở và gia đình bệnh nhân đã vội vàng đẩy ông ấy vào phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, bọn họ thậm chí còn không quan tâm đến. Hai người cùng nhau đi ăn đêm, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Với lại Tần Lâm đã lâu không gặp gì hai, tiện thể đến nhà gặp mặt một chút. Sáng sớm hôm sau, tin tức ở khắp mọi nơi. Đường Mẫn ngồi xem TV trong phòng khách, đột nhiên bà hét lên, Nguyệt Giao. Con mau ra xem này. Lâm Nguyệt Giao bước ra, nhìn thấy tin tức trên TV đang tường thuật lại những gì đã xảy ra đêm qua. Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp của tổng biên tập Sở nên lúc nào bệnh nhân cũng được ghi hình, từ khi được Lâm Nguyệt Giao bắt đầu điều trị. Cho đến khi bị sốc và được đưa đến bệnh viện răng hàm mặt, tất cả đều đã được ghi lại, toàn bộ đều là sự việc đã xảy ra ngày hôm qua. Nhưng chỉ có duy nhất một điều không giống, chính là những gì chủ nhiệm Trung nói khi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc bệnh nhân được đưa đến không thể mở được miệng, lúc này nếu chuyển sang bác sĩ khoa răng hàm mặt bình thường thì chắc chắn sẽ bó tay. Nhưng may mắn thay, lại có tôi ở đây, tôi đã dùng một số phương pháp để giữ miệng của bệnh nhân và ca mổ đã được thực hiện một cách an toàn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh nhưng ăn nói hàm hồ của chủ nhiệm Trung, Lâm Nguyệt Giao suýt chút nữa nổi điên. Thật không biết xấu hổ, tại sao ông ta lại mặt dày như vậy chứ? Do ông ta chữa khỏi à? Ông ta nghĩ ra cách để giữ miệng bệnh nhân sao? Tại sao có thể nói mà không biết ngượng như vậy được? Lâm Nguyệt Giao vốn không muốn giành công gì, dù sao thì cũng là do Tần Lâm chữa khỏi, anh lại không phải là bác sĩ của bệnh viện, cho dù có biết anh chữa khỏi thì anh cũng sẽ không nhận được tiền thường. Nhưng cô không thể khoan nhượng cho người khác lấy công lao của anh, rõ ràng là do Tần Lâm chữa khỏi, nhưng chủ nhiệm Trung lại nói là nhờ ông ta. Người này thật quá vô liêm sỉ, hôm qua lúc ở phòng bệnh, vì để trốn tránh trách nhiệm nên ông ta đã bỏ chạy giữa chừng, không những không giúp được gì mà còn nói lời châm chọc, thật sự khiến người khác ghê tởm.
Tần Lâm đứng cạnh nhưng không hề để lộ cảm xúc gì, anh vẫn vô cùng điềm tĩnh. Lâm Nguyệt Giao lại tức thay cho anh. Anh họ, sao anh lại bình tĩnh như vậy được chứ, anh không giận sao? Tần Lâm cười đáp, có gì đáng giận đâu chứ, chỉ là một kẻ lừa đời lấy tiếng mà thôi, ông ta sẽ bị lộ nhanh thôi. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, làm gì dễ dàng thế, lần này vừa may bệnh nhân là tổng biên tập của báo Hoa Hạ nên mới dám nói không chút kiêng nề gì như vậy. Cho dù ông ta là một kẻ lừa gạt, nhưng sau này cũng sẽ không có ai biết, trừ khi có thêm tin tức tiêu cực mà thôi, nhưng xác suất lại quá nhỏ. Tần Lâm nói, bệnh nhân hôm qua không phải chỉ phẫu thuật một lần là có thể khỏi đâu, lát nữa sẽ có người đến tìm chúng ta. Lâm Nguyệt Giao cau mày, thật không, anh đừng đùa em đấy. Có thể đoán được thời gian tái phát lần thứ hai của bệnh nhân. Kỹ năng này không phải người thường có thể làm được, vậy Tần Lâm có thể không? Tần Lâm mỉm cười, cũng không giải thích thêm, sau đó anh ngồi lên sofa rồi đọc báo. Còn bên kia, bệnh nhân cũng vừa tỉnh dậy, ăn được vài ngụm cháo thì đột nhiên nôn hết ra, hơn nữa, mặt cắt không còn giọt máu. Anh làm sao thế? Bệnh nhân lập tức lên cơn co giật rồi lại ngất xỉu, lần này càng nghiêm trọng hơn, chiếc thìa vẫn còn đang ngậm trong miệng. Anh, tổng biên tập Sở giật mạnh chiếc thìa trong miệng ra nhưng hoàn toàn không giật được, ông ta lập tức hốt hoảng, liền hét lớn. Mau tìm chủ nhiệm Chung, bệnh của anh trai tôi lại tái phát rồi. Không bao lâu sau, sắc mặt chủ nhiệm Chung nghiêm trọng đi vào cũng một vài bác sĩ khác, sau khi nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân, ông ta lập tức bị sốc. Mau, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Lúc này, chiếc thìa ở trong miệng bệnh nhân vẫn chưa được lấy ra, chứng co giật rất rõ ràng, nếu chậm trễ thì chiếc thìa có thể bị bệnh nhân cắn nát. Một khi bị cắn vỡ thì các mảnh sứ sẽ đi vào khí quản, lúc đó thật sự sẽ mất mạng. Chủ nhiệm Chung vội vàng chạy vào phòng cấp cứu cùng với các bác sĩ dưới quyền, tổng biên tập Sở cũng đi theo, tuy hai đồng nghiệp không mang theo máy quay nhưng họ vẫn lấy điện thoại ra chụp theo bản năng. Bọn họ muốn chứng kiến bàn tay vàng của chủ nhiệm Chung. Khi vào phòng cấp cứu, hai bác sĩ liền giữ bệnh nhân lại, sau đó chủ nhiệm Chung bắt đầu cạy miệng bệnh nhân. 2 phút sau, miệng bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu mở ra, lực cắn của con người quả đáng kinh ngạc, nếu bị co giật như thế này thì khó có ai mở được. Nếu dùng bạo lực để cạy thì có khả năng làm tổn thương lưỡi hoặc răng của bệnh nhân, đây cũng là một giải pháp không khả thi. Chủ nhiệm Chung, sao thế, chẳng phải trước đây anh đã từng chữa trị rồi sao, chắc không có vấn đề gì chứ. Trán chủ nhiệm Chung đổ đầy mồ hôi lạnh. Không sao, cứ gây mê trước. Vài phút sau, chủ nhiệm Chung lại dùng thứ này để cạy miệng bệnh nhân. Lần này là do thuốc tê nên mới hở ra chút ít, nhưng trong miệng bệnh nhân lại có chiếc thìa sứ, nên căn bản không thể cho công cụ vào tiến hành thao tác được. Hơn nữa, độ mở cũng không lớn lắm, giống hệt như không mở vậy. Tổng biên tập Sở có chút lo lắng, chủ nhiệm Chung, chuyện gì đang xảy ra vậy, anh có kinh nghiệm mà đúng không, sao lại không được chứ? Chủ nhiệm Chung cau mày, cắn răng nói, xin anh đừng nói nữa. Tổng biên tập Sở ở cạnh cũng không nói gì thêm, không muốn quấy rầy bác sĩ làm việc. Chủ nhiệm Chung dùng lực mở miệng bệnh nhân ra, đang định tiến hành thao tác thì đột nhiên bệnh nhân dường như đã làm mất đi tác dụng của thuốc tê, ngay lập tức miệng được khép lại. Rắc, một tiếng, chiếc thìa sứ trực tiếp bị nghiền nát, một số mảnh vỡ đã đi vào miệng của bệnh nhân. Hỏng rồi, một bác sĩ nhỏ bên cạnh lên tiếng. Sắc mặt chủ nhiệm Chung cũng tái nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, có người nhà bệnh nhân ở đây, kêu ca cái gì. Vị bác sĩ đó cũng đã biết mình lỡ lời, liền cúi đầu không nói gì thêm. Tổng biên tập Sở cau mày, có chút không vui, chủ nhiệm Chung, rốt cuộc là anh có biết chữa hay không đấy. Sự việc đã đến nước này, chủ nhiệm Chung cũng không thể nào giấu giếm được nữa, nếu cứ tiếp tục thì tính mạng bệnh nhân có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó phải chịu trách nhiệm hình sự thì coi như xong đời. Chủ nhiệm Chung nói tôi không biết, trước đây tôi không hề chữa trị cho anh trai của anh. Chính là bác sĩ Lâm của bệnh viện bên cạnh chữa đấy, các người mau chuyển viện nhanh đi. Tổng biên tập Sở há hốc mồm, vô cùng sửng sốt, vài giây sau liền nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, mau chóng chuyển viện, tổng biên tập Sở dường như tức điên lên, tên lang băm này đúng là hại người mà. Chủ nhiệm Chung lúc này cũng không còn cách nào khác, nhanh chóng giúp bệnh nhân chuyển viện. Y tá và bác sĩ đều luống cuống làm việc, bệnh nhân được tiêm thuốc an thần để không nuốt phải các mảnh vỡ, sau đó mới được chuyển đến bệnh viện nhân dân bên cạnh. Sắc mặt chủ nhiệm Chung tái mét, nhìn thấy tổng biên tập Sở liền biết rằng mình toi đời chắc rồi. Sự việc này sẽ được lên báo vào ngày mai, đến lúc đó sự nghiệp của ông ta cũng sẽ dừng lại tại đây,
ông ta vốn muốn lợi dụng danh tiếng để quảng cáo cho bản thân, để có thêm ưu thế trong việc đánh giá các giáo sư vào năm sau. Cho dù bệnh nhân có mắc bệnh như vậy đến, ông ta không chữa được cũng không sao, dù gì thì cũng chẳng có ai có sức ảnh hưởng như tổng biên tập sở, có thể quảng bá mạnh mẽ cho ông ta như vậy. Song, ông ta không bao giờ ngờ rằng bệnh nhân này lại tái phát như thế. Và lần này lại càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt tổng biên tập sở vô cùng âm u, sau khi đến bệnh viện nhân dân liền chỉ đích danh bác sĩ Lâm. Lần trước ông ta còn trách bác sĩ Lâm, trên bản tin còn nói rằng bác sĩ Lâm của bệnh viện nhân dân suýt nữa đã gây ra tai nạn y khoa. Bây giờ nghĩ lại, bản thân đúng là quá ngu ngốc mà. Tổng biên tập sở hận không thể tự tát chính mình. Sau khi đến bệnh viện nhân dân mới biết được bác sĩ Lâm không có ca làm ngày hôm nay, nên tổng biên tập sở đã nhanh chóng liên lạc với cô. May mắn thay, ông ta cũng có chút quan hệ, nên đích thân viện trưởng đã liên lạc với Lâm Nguyệt Giao để mời cô đến phẫu thuật. Lâm Nguyệt Giao đang ở nhà xem TV, cô hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại. Vài giây sau, cô đã cúp máy, Đường Mẫn hỏi, sao thế con gái? Bệnh viện gọi con đi tiến hành một ca phẫu thuật, bệnh nhân trên tin tức vừa nãy lại tái phát bệnh rồi. Đường Mẫn cũng vô cùng kinh ngạc, ồ, anh họ con nói đúng rồi đấy, hai đứa mau đi đi. Lâm Nguyệt Giao có chút kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không ngờ anh lại thật sự nói chúng, xem ra hay hiểu rất rõ về căn bệnh này. Tần Lâm lập tức thay đồ rồi đi đến bệnh viện cùng với Lâm Nguyệt Giao, đương nhiên là anh phải đi rồi, mặc dù Lâm Nguyệt Giao biết cách nhưng cô không thể nào làm được. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện, tổng biên tập sở đã đứng sẵn ở cửa để đón tiếp, một số phóng viên đã chạy tới và chĩa máy ảnh về phía Lâm Nguyệt Giao. Tổng biên tập sở chạy đến bắt tay Lâm Nguyệt Giao và xin lỗi. Bác sĩ Lâm, tôi là tổng biên tập của tờ báo Hoa Hạ, thật xin lỗi cô, hôm qua thật sự là lỗi của tôi, mong cô bỏ qua cho. Lâm Nguyệt Giao xua tay, không sao, cứu người trước đi. Được được được, Lâm Nguyệt Giao bước nhanh vào bệnh viện, cô khoác chiếc áo blue trắng lên, sau đó nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật. Tổng biên tập sở nhìn theo, vẻ mặt thán phục, đây mới chính là bác sĩ thực thụ, dù có bị oan nhưng cũng không ghi thù, khi biết bệnh nhân đang gặp nguy hiểm liền chạy đến ngay lập tức. Ngày mai tôi phải phát tin này mới được. Lâm Nguyệt Giao thay quần áo rồi bước vào phòng phẫu thuật, Tần Lâm cũng theo sau cô. Lần này, tổng biên tập sở và những người khác đều bị chặn lại bên ngoài, bọn họ cũng không xông vào mà kiên nhẫn chờ ở cửa. Sau khi đến giường bệnh, nhìn thấy bệnh nhân đang ngậm thìa, Lâm Nguyệt Giao lập tức cau mày. Phải làm sao bây giờ, nó sẽ không cắt trúng lưỡi của bệnh nhân chứ? Tần Lâm nhìn một lượt rồi nói, không sao, chuẩn bị nhíp. Tần Lâm làm lại các phương thức cũ, sau khi cắm hai cây kim bạc ở khóe miệng thì bệnh nhân lập tức há miệng ra. Tần Lâm dùng một ngón tay ấn vào huyệt đạo trên cổ bệnh nhân để ông ấy không thể nuốt được, sau đó dùng nhíp gắp hết những mảnh vỡ ra. Quả thật có vài vết thương trong miệng, nhưng động mạch không bị cắt nên không hề gây nguy hiểm đến tính mạng. Tần Lâm dùng kim bạc đâm vào nướu của bệnh nhân, đây là lần đầu tiên Lâm Nguyệt Giao được chứng kiến việc châm cứu trong khoang miệng. Trong miệng cũng có huyệt đạo à? Tần Lâm gật đầu, lưỡi cũng có. Đông y vô cùng uyên thâm, kỹ thuật kim bạc mà tổ tiên để lại không phải là vô ích. Sau vài thao tác, cơn co giật của bệnh nhân ngay lập tức thuyên giảm, Lâm Nguyệt Giao cũng hết sức bất ngờ với phương pháp châm cứu này. Anh họ, nếu anh đã giỏi như vậy, sao không mở một phòng khám răng hàm mặt đi? Tần Lâm có vẻ rất hiểu biết về răng hàm mặt, ngày nay các phòng khám nha khoa có thể kiếm được nhiều tiền hơn các phòng khám bình thường. Tần Lâm cười đáp, anh giỏi toàn diện. Lâm Nguyệt Giao trợn mắt nói, mới khen vài câu anh đã tự phét rồi, anh biết mỗi phương thuốc cổ truyền liền trở thành giỏi toàn diện rồi à? Tại sao phương thuốc cổ truyền thiên phương lại được gọi là thiên, bởi vì nó không hề có bản chất chủ yếu, và nó chỉ được sử dụng trong những trường hợp hiếm hoi mà thôi. Nếu chỉ dựa vào các phương thuốc cổ truyền thì để chữa bệnh thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Nhưng nền móng châm cứu của Tần Lâm lại vô cùng tốt, xem ra cơ bản rất vững chắc, trước đây Lâm Nguyệt Giao đã thật sự xem thường anh. Nói không chừng y quán của anh cũng không tồi chút nào. Anh họ, anh có muốn em giới thiệu cho anh một vị bác sĩ đông y không, để anh học hỏi từ người ta? Em có quen một người, sư phụ của anh ấy là bậc thầy đông y Khổng Phàm Lâm, anh ấy rất giỏi, anh ấy có thể chỉ cho anh chút ít. Nếu là trước kia thì Lâm Nguyệt Giao sẽ không thèm quan tâm đến mấy chuyện này, cô luôn cho rằng Tần Lâm xuất thân bần hàn, nếu giới thiệu một vị bác sĩ đông y để giúp đỡ cho anh, lỡ may xảy ra chuyện gì thì lại không tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại thì Tần Lâm quả thật có chút nền tảng về đông y, nếu như được chỉ dẫn tận tình, có khi anh lại làm nên chuyện.
Tần Lâm cười đáp, đồ đệ của Khổng Phàm Lâm à. Thôi đi thì hơn, đến Khổng Phàm Lâm còn phải ngồi chữa bệnh ở y quán của Tần Lâm để học y thuật của anh, đồ đệ của ông ta sao? Ha ha, Lâm Nguyệt Giao cáu kỉnh trừng mắt nhìn anh, tên này vừa chữa được bệnh liền trở nên ngông cuồng rồi. Sau đó, tình trạng của bệnh nhân đã hồi phục hơn rất nhiều, Tần Lâm cũng đã viết một đơn thuốc đưa cho Lâm Nguyệt Giao và nhờ cô đưa cho người nhà bệnh nhân. Lần này đơn thuốc mà Tần Lâm kê là thuốc Tây, bởi vì Lâm Nguyệt Giao là người học về thuốc Tây, nếu như kê thuốc Bắc thì cô sẽ không tài nào hiểu được. Hầu hết các thành phần trong thuốc Tây đều tương tự như thuốc Bắc, chỉ là về vấn đề liều lượng, cơ bản cũng chẳng có gì khác biệt. Lâm Nguyệt Giao cau mày, rõ ràng là do anh chữa khỏi mà, tại sao anh lại vứt sang em? Lâm Nguyệt Giao không muốn nhận công lao này, há chẳng phải là sẽ cùng một ruột với chủ nhiệm chung sao? Tần Lâm cười nói, em cũng nói rồi đó, anh dùng là phương thuốc cổ truyền, nên anh chỉ có thể chữa được loại bệnh này thôi, nếu như anh trở nên nổi tiếng, sau đó mọi người đều tìm đến thì phải làm sao đây? Cũng phải, Lâm Nguyệt Giao cảm thấy điều đó thật sự có lý, mặc dù Tần Lâm đã chữa khỏi bệnh, nhưng chủ yếu là do may mắn khi anh gặp phải loại bệnh có thể trị được bằng phương thuốc cổ truyền. Lỡ may khi tin tức được tung ra, tất cả các loại bệnh sẽ lần lượt tìm đến anh, đến lúc đó sẽ bị lộ mất. Vậy nên Lâm Nguyệt Giao phải ra mặt, sau khi hai người bước ra khỏi phòng, tổng biên tập Sở vội vàng tiến đến với vẻ mặt đầy mong đợi. Lâm Nguyệt Giao nói, yên tâm đi, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định rồi, tôi sẽ kê một đơn thuốc, cứ theo đó mà dùng, cho bệnh nhân nhập viện theo dõi mấy ngày, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tổng biên tập Sở vô cùng cảm kích, thần y, đúng là thần y mà. Ánh đèn flash lóe lên, phóng viên truyền hình bắt đầu chụp ảnh và phỏng vấn. Bầu không khí nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Nhân lúc này, Tần Lâm cũng lặng lẽ rời đi. Đồng thời, mấy vị lãnh đạo của bệnh viện cũng vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy bóng lưng của Tần Lâm, bèn nói. Tại sao tôi lại nhìn thấy giống Tần Đại Sư Nhi? Sáng sớm hôm sau, báo chí lại đăng tin. Chủ nhiệm chung của bệnh viện Giang Hàm mặt đã mạo danh, bất lực khi bệnh nhân tái phát bệnh, không còn đạo đức nghề nghiệp. Lâm Nguyệt Giao của bệnh viện Nhân dân nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp. Cho dù bị oan nhưng vẫn cứu chữa cho bệnh nhân, bác sĩ Lâm nói, trong lòng tôi chỉ có bệnh nhân. Mấy tin tức này gần như đã tiêu diệt tất cả các tin tức khác trong danh sách, thậm chí số lượng tìm kiếm của nó trên Facebook còn vượt qua những ngôi sao nổi tiếng. Thần y mỹ nữ bỗng chốc hot sùng sục, u vốn dĩ mọi người đã thích quan tâm đến những việc trong lĩnh vực y tế, công thêm bức ảnh của Lâm Nguyệt Giao bị lộ ra, đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Ở bệnh viện, mặc blouse trắng và đeo khẩu trang thì không thấy được gì, nhưng khi tìm kiếm bức ảnh, mọi người lập tức bị người đẹp này thuyết phục. Thuật chữa bệnh cao siêu thì không nói làm gì, đã thế còn xinh đẹp như vậy. Sự việc lần này đã giúp Lâm Nguyệt Giao lấy được danh tiếng rất lớn, lãnh đạo bệnh viện đã quyết định thăng chức cho Lâm Nguyệt Giao từ phó chủ nhiệm lên chủ nhiệm, ngoài ra còn được phong lên làm phó giáo sư. Trong cả nước, mới 25 tuổi đã lên làm phó giáo sư thật sự rất hiếm. Lâm Nguyệt Giao cũng không ngờ chuyện lần này lại hot và đem lại cho cô ấy nhiều lợi ích không ngờ đến vậy. Ngồi ở nhà xem TV, cô ấy cũng thấy hơi chột dạ, dù sao đây cũng là công lao của Tần Lâm mà. Anh họ vẫn có một chút kiến thức cơ bản về đông y, lần này anh ta giúp mình coi như là mình nợ anh ta một lần đi, sau này tìm cơ hội sẽ giới thiệu cho anh ta một thầy giáo đông y lợi hại để chỉ dạy cho anh ta. Lâm Nguyệt Giao cảm thấy nếu trình độ của Tần Lâm được nâng cao thêm một chút thì chắc đủ để mở một phòng khám bình thường rồi. Nhưng hiện giờ, có lẽ còn thiếu một chút nữa. Sự việc Lâm Nguyệt Giao đã nổi tiếng ngoài tầm kiểm soát rồi, nấy ngày nay rất nhiều người đều thảo luận về nó trong bữa trà chiều. Ngay cả mấy người trong y quán của Tần Lâm cũng nói về nó, Khổng Phàm Lâm nhìn tin tức cười nói. Vấn Nhi, cháu cố gắng lên, thần y mỹ nữ tiếp theo chính là cháu đó. Diệp Vãn Nhi đỏ mặt. Bất lực nói, thầy Khổng, thầy đừng trêu cháu nữa, cháu làm gì được trình độ đó. Quả thật Diệp Vãn Nhi kém hơn Lâm Nguyệt Giao một chút, dù sao cô ấy cũng không phải là học chính quy ra, nhưng sau mấy tháng học tập cùng Khổng Phàm Lâm và Tần Lâm, hiện giờ cô ấy đã chữa được những bệnh thông thường, chỉ cần không phải là cấp cứu, cô ấy đều có thể khám bệnh. Sau khi nói xong, Diệp Vãn Nhi nhìn Tần Lâm nói, anh Tiểu Tần, anh bất công quá đi, anh lén thiên vị cho em họ của anh đúng không? Tần Lâm bất lực lắc đầu, y thuật của Nguyệt Giao không phải do anh dạy, người ta học ở đại học y đó. Diệp Vãn Nhi bĩu môi, hai, anh bắt nạt em không học đại học à, nghe Diệp Vãn Nhi ở đó ghen ti, ngay cả Trịnh Bình Long đang nhìn ra ngoài cửa cũng không chịu nổi. Con bé Diệp kia, cô
cô có tận hai đại sư dạy dỗ rồi mà còn kêu ca đòi hỏi à? Khổng Phàm Lâm là bậc thầy đông y, nếu vào đại học giảng dạy thì đã làm giáo viên hướng dẫn cho tiến sĩ rồi, sinh viên bình thường khó mà nghe hiểu bài giảng của ông ta. Về phần Tần Lâm thì càng tài giỏi hơn, ngay cả Khổng Phàm Lâm cũng phục anh thì còn cần giải thích gì nữa chứ? Diệp Vãn Nhi mỉm cười, cũng đúng, he he. Buổi sáng khi vừa mở quán, một người phụ nữ đã đứng sẵn ở cửa. Diệp Vãn Nhi nhìn thấy cô gái đó thì hơi sững sờ, rồi quay lại nói với Tần Lâm. Anh Tiểu Tần, hay là anh đến khám bệnh đi? Tần Lâm sửng sốt chốc lát, bệnh nhân mắc bệnh gì mà khiến Diệp Vãn Nhi ngạc nhiên như vậy? Anh đi đến trước cửa xem xét, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy dài, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính râm đang đứng trước cửa. Mặc dù che chắn rất kín, nhưng từ chỗ da lộ ra ngoài có thể biết làn da của cô gái này rất không tốt, thậm chí còn có thể bị sẹo hoặc nốt mụn khắp người, thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Cô gái này có vóc dáng rất đẹp, cao ráo thon thả, hơn nữa dáng đứng cũng rất có khí chất. Cô ấy thấy Tần Lâm đi ra thì nhẹ giọng hỏi, có thể khám bệnh về da không? Giọng của cô gái rất dịu dàng, nghe rất thoải mái. Tần Lâm gật đầu, khám được, vào đi. Cô gái vừa tiến vào, Diệp Vãn Nhi liền nhíu mày. Bởi vì một mùi khó chịu tỏa ra từ người cô ấy. Cô gái tháo kính râm xuống, nhìn với ánh mắt xin lỗi và nói. Xin lỗi, trên người tôi có thể hơi có mùi. Diệp Vãn Nhi nhanh chóng lắc đầu, không sao, không sao. Tần Lâm ngửi ngửi, rồi cũng nhíu mày, mùi này thật sự rất khó chịu, nhưng không phải do cô gái này không tắm rửa mà do làn da của cô ấy tiết ra. Mời ngồi, sau khi cô gái tháo khẩu trang và mũ xuống. Tần Lâm cảm thấy, lần này có lẽ anh đã gặp phải một căn bệnh khó chữa rồi. Khuôn mặt của cô gái nổi đầy mần, cùng đủ loại vết mụn, còn có những mảng sẹo như đóng vảy khiến người ta nổi da gà. Ngay cả Khổng Phàm Lâm đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Ông ta là bậc thầy đông y, hành nghề chữa bệnh nhiều năm đã gặp đủ loại bệnh rồi, có bệnh nào mà ông ta chưa gặp chứ? Nhưng làn da của cô gái trước mặt này thật sự đã phá vỡ nhận thức của ông ta. Nó gần giống như bị bỏng toàn thân vậy. Nghiêm trọng quá rồi. Cô gái nhìn mọi người với ánh mắt xin lỗi, khiến mọi người sợ hãi rồi đúng không? Khổng Phàm Lâm lắc đầu, cô là bệnh nhân còn chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi sợ sao được, Tần Đại Sư, tôi bắt mạch đây. Khổng Phàm Lâm cũng rất hứng thú với bệnh nhân này, ông ta và Tần Lâm mỗi người một tay bắt đầu bắt mạch. Mười mấy giây sau, Khổng Phàm Lâm thả tay ra rồi lắc đầu. Bệnh này của cô là bẩm sinh đúng không? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Là bẩm sinh. Khổng Phàm Lâm lộ ra vẻ thương cảm, có người phụ nữ nào không thích đẹp chứ, sinh ra đã thế này, từ nhỏ đến lớn chắc chắn đã phải nhận rất nhiều ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Cô gái dường như đã đi khám rất nhiều bác sĩ, phản ứng của mọi người đều trong dự đoán của cô. Nhưng Tần Lâm thì khác, trước đây khi vào bệnh viện khám bệnh, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người đều là sợ hãi hoặc chán ghét theo bản năng. Sau đó liền đổi sang dáng vẻ thân thiện, giả vờ quan tâm cô. Cô gái đã quen với cảm giác này nên ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười lịch sự, nhưng thực chất trong lòng cô đã nguội lạnh rồi. Nhưng Tần Lâm khác với người khác, từ khi cô gái bước vào, anh chỉ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ chứ không hề tỏ ra chán ghét. Người khác đều sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy mà cố ý né tránh một số thứ, nhưng Tần Lâm lại cố gắng ngửi mùi. Lúc bắt mạch khám bệnh, anh không hề né tránh, mà chỉ chau mày tỏ vẻ khó khăn. Cô ấy đã lâu rồi không được đối xử như một bệnh nhân bình thường, đột nhiên cảm thấy vị bác sĩ trẻ tuổi này rất khác biệt. Tần Lâm bắt mạch chẩn đoán khoảng 5 phút, Khổng Phàm Lâm ở bên cạnh cũng nóng lòng muốn chết, ông ta rất muốn hỏi, mạch đập như này thì có gì để mà chẩn đoán chứ? Chỉ là bệnh về da bẩm sinh thôi mà, về cơ bản là không thể trị khỏi hoàn toàn, chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Tần Lâm cuối cùng cũng buông tay, nhưng không hề nói gì mà suy ngẫm một lúc. Khổng Phàm Lâm không nhịn được hỏi, cô này, cô chưa đi đến bệnh viện thẩm mỹ à? Câu hỏi này tuy rất bất lịch sự, nhưng đây là sự thật, bệnh này rất khó để chữa trị, mà chữa xong cũng sẽ không đẹp lên, không bằng đến bệnh viện thẩm mỹ cho xong. Cô gái cười nhạt nói, từng đi rồi, nhưng thể chất của tôi rất đặc biệt, không thể gây mê, nên không thể phẫu thuật, mà tôi cũng không ghép da được. Khi thực hiện ghép da, các bệnh viện thẩm mỹ thường dùng da từ chính bệnh nhân để ghép. Cô gái vừa nói vừa xắn tay áo lên để lộ cánh tay. Da trên cánh tay cũng không khác gì da mặt, không chỉ cánh tay, mà thực tế tất cả bộ phận trên cơ thể cô ấy cũng đều như vậy, không chỉ mặt mà chân tay, thậm chí mông cũng có tình trạng xấu xí này,
căn bản không thể thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Khổng Phàm Lâm thở dài, vậy thì hết cách rồi. Cô gái mỉm cười, từ tiếng thở dài của Khổng Phàm Lâm cô ấy cũng biết rằng y quán này cũng không thể chữa nổi, nhưng cô ấy cũng đã quen rồi, lấy từ trong ví ra 500 tệ đặt lên bàn, chuẩn bị rời đi. Tần Lâm đột nhiên nói, 500 tệ không đủ để chữa khỏi bệnh này đâu. Cô gái đang định đứng dậy thì bỗng nhiên dừng lại, sau đó, lại ngồi xuống ghế tò mò nhìn Tần Lâm, ý của anh là có cách chữa trị. Tần Lâm mỉm cười nhàn nhạt, tất nhiên rồi, với tôi không có bệnh nào là không chữa được. Lời nói này của Tâm Lâm kiêu ngạo vô cùng, trên thế giới này có mấy bác sĩ dám nói bản thân bệnh gì cũng chữa được chứ. Tuy cô gái hơi không tin, nhưng cô cảm thấy Tần Lâm không giống với những bác sĩ khác, nên rất có hứng thú. Vậy anh nói đi, chữa trị thế nào? Tần Lâm nói, không vội, tôi muốn hỏi cô một số việc đã. Khi anh vừa dứt lời, ngoài cửa lại có người bước vào. Một người đàn ông mặc bộ đồ thoải mái nhưng cao cấp bước vào, ăn mặc trông có vẻ rất thời thượng, riêng đôi giày da bóng loáng đã có giá khoảng 5-60 nghìn rồi. Bác sĩ, tôi bị đau dạ dày, kê đơn cho tôi với. Người đàn ông đi đến bên này ngồi xuống, trên người còn có mùi rượu, nhìn là biết vừa tỉnh rượu dậy. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô gái nói, nhanh lên, tôi đang vội. Anh ta vừa ngồi xuống liền ngửi thấy mùi lạ trên người cô gái, quay đầu sang nhìn thì sợ hết hồn. Vãi chưởng, bị làn da của cô gái dọa sợ, người đàn ông say rượu tỏ ra chán ghét, trông tởm lợm như này mà còn không đeo khẩu trang vào, muốn dọa ma người khác à. Nói xong liền trợn mắt nhìn sang Khổng Phàm Lâm, bác sĩ, khám bệnh cho tôi đi. Tần Lâm lạnh nhạt nói, muốn khám bệnh thì phải xếp hàng. Người đàn ông nhíu mày, bệnh này của tôi rất đơn giản, chỉ cần kê thuốc đau dạ dày cho tôi là được. Tần Lâm lạnh lùng nói, tôi bảo là xếp hàng. Đù, thần kinh à, đúng là tỏ vẻ. Nói xong, người đàn ông liền đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, cô gái không hề mở miệng, người đàn ông ra khỏi cửa, còn chưa đi được bao xa, thì đột nhiên có vài người đàn ông to lớn mặc áo đen đi đến. Người đàn ông giật mình, các người định làm gì? Mấy người đàn ông áo đen lạnh lùng nói, dám vô lễ với tổng giám đốc Liễu, mày muốn chết à? Nói xong, mấy người đàn ông liền đè anh ta xuống đất và đánh gãy chân tay anh ta. Tất nhiên, mấy người Tần Lâm không thấy được sự việc bên ngoài, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá bất lịch sự, cho dù anh ta không rời đi thì cũng có thể bị đuổi đi. Tần Lâm nhìn cô gái hỏi tiếp, những vết mụn này trên người cô, là xuất hiện từng cụm một hay là sinh ra đã mọc đầy khắp người rồi? Cô gái sững sờ giây lát, vị bác sĩ này xem ra cũng có chút bản lãnh, một phát đã hỏi đúng trọng tâm rồi. Xuất hiện từng cụm một, cô gái lúc nhỏ không phải như này, lúc nhỏ trên người cô ấy chỉ có vài cụm, cứ tưởng là bớt. Thế nhưng, tuổi của cô lớn dần, những vết mụn này cũng theo đó mà mọc nhiều lên, đến khi 20 tuổi, nó đã lan ra khắp người. Tần Lâm gõ ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp, suy nghĩ một hồi lâu. Việc này rất khó xử lý. Cô gái nhíu mày, rất khó xử lý. Cũng tức là, có thể xử lý được. Lúc cô khám ở bệnh viện khác, các bác sĩ khi khám đến bước này sẽ đều lắc đầu nói không có cách nào. Nhưng Tần Lâm lại cho cô ấy một tia hy vọng. Bác sĩ, anh chắc chắn có thể chữa được bệnh này của tôi sao? Tần Lâm nói, khó nói lắm, quan sát thêm đã, có tiện vào bên trong không? Cô gái suy nghĩ một lúc được. Tần Lâm đưa bệnh nhân vào phòng rồi kéo rèm lại, bảo cô ấy nằm xuống giường bệnh. Tôi cần phải quan sát tình trạng trên người cô, phải cởi quần áo ra. Dù sao thì nam nữ cách biệt nên Tần Lâm vẫn hỏi trước. Cô gái quả thật hơi do dự, dù sao cô ấy vẫn rất dè dặt, nhưng nghĩ lại, với dáng vẻ bây giờ của cô ấy, có người đàn ông nào muốn xem cơ thể của cô chứ? Cô gái từ từ cởi quần áo ra, chỉ để lại che một số bộ phận quan trọng. Mặc dù biết là khám bệnh, nhưng cô ấy vẫn có chút ngượng ngùng khi đứng trước một người đàn ông với bộ dạng thế này. Hai tay không biết để đâu, bất giác che trước ngực, hai má đỏ bừng. Tần Lâm nhìn nhanh khắp người cô ấy một lượt, những nốt mụn cùng vết sẹo trên người cô có nông có sâu, rõ ràng là không mọc đồng thời, khắp người gần như không có chỗ nào bằng phẳng. Mặc dù cô còn mặc bộ bikini, nhưng Tần Lâm không cần nhìn cũng đoán được bên trong như thế nào. Được rồi, mặc quần áo vào đi, cô gái vội vàng mặc quần áo vào, thở dài một hơi. Sau khi ra khỏi phòng khám, hai người ngồi xuống ghế, Tần Lâm mở lời nói. Cô tên là gì? Tôi họ Liễu, tên là Liễu Thanh Thanh. Cô Liễu, giờ tôi có hai phương án có thể chữa khỏi bệnh của cô. Lời của Tần Lâm khiến Liễu Thanh Thanh hoàn toàn mơ hồ. Chữa khỏi,
thật sự có thể chữa khỏi sao? Cô ấy đã đi khắp các y quán trên cả nước, cũng không có một ai dám nói chữa khỏi bệnh của cô ấy, mà Tần Lâm lại nói có hai phương án. Có một cách cô ấy đã cảm ơn trời đất lắm rồi, không ngờ lại có thể lựa chọn. Anh nói đi, Tần Lâm nói, cách thứ nhất, sắc thuốc uống là chính, hỗ trợ bằng châm cứu, từ từ điều chỉnh, những nốt mụn trên người cô sẽ dần mất đi giống như lúc nó mọc lên vậy. Nếu tôi tăng lượng thuốc thì tốc độ khỏi sẽ nhanh hơn, khoảng 5 năm nữa sẽ có thể chữa khỏi cho cô và làn da cô sẽ giống như người bình thường. Lời nói của Tần Lâm khiến Liễu Thanh Thanh vô cùng kích động, tay không khỏi run lên, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kiềm chế lại, hỏi tiếp. Vậy còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai, Tần Lâm do dự một lúc, lẽ ra tôi không nên nói cách thứ hai, nhưng đối với phụ nữ mà nói, 5 năm không phải là ngắn, vì vậy tôi chỉ nói ra để cô tham khảo nhé. Cách thứ hai là dùng dao cắt, dùng dao phẫu thuật để cắt bỏ mụn trên người cô, kết hợp với châm cứu, có thể loại bỏ phần lớn mụn trên người cô trong thời gian ngắn. Nhưng cách thứ hai sẽ vô cùng đau đớn, người bình thường sẽ khó mà chịu đựng được, mà cô lại không thể gây mê, sẽ càng đau đớn hơn. Cô suy nghĩ kỹ đi. Sau khi Tần Lâm nói xong, Liễu Thanh Thanh suy nghĩ mấy chục giây, bèn kiên quyết nói. Tôi chọn cách thứ hai. Về lý mà nói, Liễu Thanh Thanh đã chịu đựng hơn 20 năm rồi, chịu thêm 5 năm nữa cũng chẳng là gì. Nhưng khi Liễu Thanh Thanh biết bản thân có thể chữa trị khỏi, cô ấy không thể nhịn thêm giây phút nào nữa. Cho dù là cơn đau xé da xé thịt, cô ấy vẫn sẵn sàng chịu đựng. Tần Lâm gật đầu, nếu đây là lựa chọn của cô, vậy thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Lần thứ nhất có thể loại bỏ khoảng 80% mụn sẹo, tôi sẽ cố gắng loại bỏ hoàn toàn vết mụn trên mặt cô và để lại ở một số vị trí không dễ thấy. Được, Liễu Thanh Thanh đã kích động không nói nên lời nữa, chỉ đan chặt hai tay vào nhau. Tần Lâm cũng không chần chừ, anh biết cô gái lo lắng cho sắc đẹp của mình nên mới chuẩn bị dùng dao luôn. Ông Khổng, hôm nay đóng cửa quán. Ok, Khổng Phàm Lâm lập tức kéo cửa cuốn bên ngoài xuống. Biết hôm nay Tần Đại Sư cũng gặp phải khó khăn, để chữa loại bệnh này chắc phải mất ít nhất một ngày, ông ta đang muốn học hỏi, nhanh chóng rửa tay thay áo blau để hỗ trợ Tần Lâm. Với trình độ hiện giờ, Diệp Văn Nhi cũng không thể tham gia vào, chỉ có thể đứng bên cạnh làm mấy chuyện lặt vặt, ngay cả Trịnh Bình Long cũng rất tò mò. Nhưng dù sao cũng là làm phẫu thuật cho cô gái, phải khỏa thân, nên ngoài Diệp Văn Nhi, hai ông già kia cơ bản đều phải ở bên ngoài làm chuyên lặt vặt. Liễu Thanh Thanh nằm xuống giường một lần nữa, lo lắng nói. Lần này phải cởi hết à? Tần Lâm gật đầu, đúng vậy, nhưng không cần vội vàng, chúng ta bắt đầu từ mặt trước, cô phải chịu đựng một chút. Để phân tán sự chú ý của cô ấy, Tần Lâm còn mở tivi, tìm một show truyền hình thực tế nào đó, mong có thể xoa dịp được phần nào. Tần Lâm lấy dao phẫu thuật, đây là lần đầu tiên anh chính thức cầm dao mổ kể từ khi quay lại Đông Hải. Trước đây phẫu thuật toàn dùng dao lá liễu của Tây Y, lần này dùng dao lông chim của Đông Y. Tần Lâm lấy ra mấy cây kim bạc, đâm vào các vị trí khác nhau trên đầu Liễu Thanh Thanh. Cô Liễu, sau khi tôi cắm cây châm này xuống, thì cô không thể nói chuyện nữa, phần đầu sẽ không thể cử động, cô phải chịu đựng. Liễu Thanh Thanh chớp mắt, ánh mắt tỏ ra kiên định. Sau đó, Tần Lâm cắm một cây kim vào nhân trung của cô ấy, bốn cây kim bạc cổ định cả phần đầu để tránh cô cử động. Dao phẫu thuật đặt lên mặt, từ từ chuyển động như gọt vỏ táo. Thầy Khổng, lấy thuốc cho tôi. Khổng Phàm Lâm ố bên ngoài xay dược liệu theo công thức của Tần Lâm, rồi đặt lên một chiếc nồi nhỏ để đun. Dược liệu phải được xay nhuyễn, may mà có một bậc thầy đông y như Khổng Phàm Lâm ở đây giúp đỡ. Nếu là Diệp Vãn Nhi, e rằng không thể nắm chắc thời gian cùng độ lửa như vậy. Sau khi nhẹ nhàng cắt bộ một mảnh ra, mặt của Liễu Thanh Thanh lập tức ửng đỏ, nhưng chưa hề chảy máu. Tần Lâm cắt bỏ chỗ liên kết lớp da chết và lớp hạ bì, điều này đòi hỏi tay nghề và kỹ thuật cực kỳ cao, dù là Tần Lâm cũng phải hết sức cẩn thận, nếu để lại vết sẹo trên mặt người ta thì rất khó xử lý. Một mảng mụn được cạo sạch, Tần Lâm bôi thuốc lên, đột nhiên Liễu Thanh Thanh hung hăng nắm chặt lấy chân của Tần Lâm. Hiện giờ có lẽ cô ấy đang đau đớn vô cùng, không thể phát ra tiếng, nên cô chỉ có thể chút bỏ bằng cách này. Tần Lâm nhìn cô với ánh mắt an ủi. Không sao, cứ véo đi. Liễu Thanh Thanh nắm chặt lấy chân Tần Lâm, cơ thể căng cứng, đây mới là nhát dao đầu tiên, những nhát dao tiếp theo đều sẽ đau như vậy. Mọi chuyện đã đến nước này cũng không thể lùi bước nữa, Tần Lâm tiếp tục phẫu thuật. Diệp Vãn Nhi đứng bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi, nín thở không dám phát ra tiếng động, sợ Tần Lâm bị run tay. Nhưng tay của Tần Lâm vừa ổn định vừa chính xác, y như cỗ máy vậy.
Sau một giờ đồng hồ, trên mặt Liễu Thanh Thanh bôi đầy bột thuốc, Tần Lâm cuối cùng cũng rút cây châm bạc trên mặt ra. Tiếp theo là phần thân, sẵn sàng chưa? Giọng nói của Liễu Thanh Thanh hơi run rẩy. Bác sĩ Tần, anh cởi quần áo giúp tôi với, tôi không dám cử động. Liễu Thanh Thanh lúc này cảm thấy như đang rút dây động rừng vậy, cô chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, là cả khuôn mặt liền đau đớn kinh khủng. Lúc này, bị cơn đau dày vò, cô ấy không còn quan tâm đến sự khác biệt nam nữ nữa, dù sao Tần Lâm cũng là bác sĩ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ bằng cứ thoải mái một chút đi. Tần Lâm và Diệp Vãn Nhi dùng kéo để cắt váy cho cô ấy, bệnh nhân đã không thể cử động rồi nên không thể cởi như bình thường. Sau khi cắt váy ra, thấy dáng vẻ trên người cô ấy, Diệp Vãn Nhi không khỏi sửng sốt, bây giờ cô rất hiểu cảm nhận của cô ấy, người phụ nữ nào khi trở nên như thế này cũng không thể chịu đựng được, nếu có cách nhanh chóng thì dù có đau đớn cỡ nào cũng phải chữa trị ngay lập tức. Tần Lâm tiếp tục cắt da chết, kết hợp châm cứu và bôi thuốc, cố gắng giảm bớt đau đớn nhất có thể cho Liễu Thanh Thanh. Nhưng châm cứu vẫn kém hiệu quả rất nhiều so với gây tê, Liễu Thanh Thanh vẫn phải chịu cơn đau lột da. Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7-8 tiếng đồng hồ, Tần Lâm không thể thao tác quá nhanh, anh cần cố gắng làm hoàn hảo nhất có thể. Ca phẫu thuật này cũng chính là phẫu thuật thẩm mỹ rồi, mục đích là để xinh đẹp, nếu trong lúc phẫu thuật không cẩn thận để lại sẹo, vậy thì không còn hoàn hảo nữa. May mà thể lực của Tần Lâm rất tốt, nếu là người khác, trong tình huống căng thẳng như này thì chịu khoảng một tiếng là hết nổi rồi. Khổng Phàm Lâm ở bên ngoài không ngừng say thuốc đã cảm thấy sắp kiệt sức rồi. Lúc này ông Tại thật sự vô cùng khâm phục Tần Lâm, chả trách người ta là đại sư, người bình thường thật sự không thể có thể lực kinh người như này. Trong lúc phẫu thuật, Liễu Thanh Thanh đã ngất xỉu hai lần do đau đớn và căng thẳng quá độ, nhưng ngay sau đó đã tỉnh lại do đau đớn. Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, những vết mụn và da chết trên người đã được loại bỏ hoàn toàn, chỉ còn một ít vết mụn thâm. Nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nếu uống thuốc thì 2-3 tháng sau sẽ biến mất. Vì thế Tần Lâm cũng không động đến để cô ấy bớt đau hơn. Liễu Thanh Thanh lúc này yếu ớt thở gấp, bác sĩ ơi, xong chưa? Tần Lâm lắc đầu, cô nghỉ ngơi chút đi, tiếp theo sẽ không còn đau nữa, khổ tận cam lai, cô Liễu, chúc mừng cô. Tần Lâm làm phẫu thuật vô cùng vất vả, nhưng Liễu Thanh Thanh cũng không dễ dàng gì, có thể chịu đựng nỗi đau khủng khiếp như vậy quả là không tầm thường. Chuẩn bị dược liệu xong chưa? Khổng Phàm Lâm gật đầu, đủ hết rồi. Ok, cô Liễu, bây giờ tôi sẽ bế cô vào bồn tắm, cô hãy chịu đựng một chút. Tần Lâm bước tới giường bệnh, một tay nâng đầu gối cô lên, tay kia luồn qua nách cô. Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Liễu Thanh Thanh liền cảm thấy như có kim đâm vào da thịt mình, khiến cô phải rít một hơi sâu, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Lạnh đầy đá. Tần Lâm ôm cô ấy lên, để vào trong thùng nước. Khi ngồi vào bên trong, dòng nước lạnh ngập đến tận cổ. Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khổng Phàm Lâm lắc đầu kịch liệt, như này lãng phí quả đấy Tần Lâm đại sư, một thùng này phải đáng giá hàng triệu tệ. Trong thùng có các loại dược liệu bồi bổ quý hiếm như nhân sâm, tuyết liên, đông trùng hạ thảo. Hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, toàn là loại dược liệu cao cấp. Quan trọng nhất là, Tần Lâm lại để nó trong nước đá, dược liệu để trong nước đá thì sẽ bị giảm hiệu quả, vô cùng lãng phí. Tần Lâm nói, cô ấy chỉ cần hấp thụ được 1% là được rồi. Đúng rồi, chút nữa cô ấy tỉnh lại thì báo giá cho cô ấy nhé. Cô gái này ăn mặc rất khiêm tốn, nhưng vừa nãy Tần Lâm liếc qua, giá cả không hề thấp, xem ra là một cô gái nhà giàu, nên không cần lo lắng đến phí khám bệnh nữa. Ngâm khoảng 5-6 tiếng, Liễu Thanh Thanh đã ngủ quên trong thùng, khi cô mở mắt ra, chỉ thấy toàn thân sảng khoái, cơn đau cuối cùng đã biến mất rồi. Diệp Vãn Nhi nhanh chóng đi đến, cô Liễu, cô có thể rửa sạch thuốc trên người rồi. Diệp Vãn Nhi dùng khăn mềm lau cho cô ấy, vừa lau vừa nói. Bác sĩ chúng tôi nói rằng, chi phí của một thùng thuốc này là 1.500.000 tệ. Liễu Thanh Thanh không để tâm gật đầu, ok, đừng nói 1 triệu, cho dù là 10 triệu, 100 triệu cô ấy cũng sẵn sàng trả. Diệp Vãn Nhi lau sạch lớp bột thuốc dính trên người cô, lộ ra làn da trắng hồng. Ồ! Diệp Vãn Nhi đột nhiên thốt lên, cô thật xinh đẹp. Liễu Thanh Thanh không dám sờ vào mặt mình, nghe Diệp Vãn Nhi nói vậy thì lại trở nên kích động. Thật à, tôi có thể xem không? Diệp Vãn Nhi nhanh chóng lấy chiếc gương, đặt nó trước mặt cô ấy. Trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sâu, sống mũi cao, khuôn mặt đẹp hoàn hảo và làn da không chê vào đâu được.
Liễu Thanh Thanh không dám tin vào mắt mình, không ngờ cô lại trở nên xinh đẹp như vậy. Sau khi Tần Lâm phẫu thuật, làn da của Liễu Thanh Thanh trở nên rất đẹp, mặc dù rất mỏng manh, nhưng chính vì vậy mà có cảm giác mịn màng như da em bé. Ngay cả Diệp Vãn Nhi cũng có chút ghen tị với làn da này. Nhưng khi nghĩ đến cơn đau mà cô ấy phải trải qua, lại không khỏi nổi da gà. Cơn mệt mỏi lúc trước bỗng chốc bay sạch, Liễu Thanh Thanh lấy khăn lông lau sạch khắp người mình, lộ ra làn da trắng như ngọc không tì vết, trên người chỉ còn một chút nốt mụn thâm, nhưng không ảnh hưởng đến toàn thể, Liễu Thanh Thanh lúc này như được tái sinh trở nên xinh đẹp như hoa mới nở. Nhìn thấy mình trong gương, Liễu Thanh Thanh xúc động chảy nước mắt. Khoảng nửa tiếng sau, Liễu Thanh Thanh mặc quần áo của Diệp Vãn Nhi bước ra ngoài, ánh mắt của ba người đàn ông ngoài sảnh đột nhiên tập trung lên người cô ấy. Tần Lâm hơn 20, Khổng Phàm Lâm hơn 30, Trịnh Bình Long hơn 40. Sự thật chứng minh, đàn ông ở độ tuổi nào cũng đều thích ngắm gái đẹp. Thay đổi trước và sau của Liễu Thanh Thanh quả thật khiến người ta kinh ngạc. Không ai ngờ, cô gái khắp người đầy mụn và bốc mùi lạ bước vào lúc trước lại biến thành một cô gái xinh đẹp như này. Liễu Thanh Thanh có khí chất nho nhã, cảm giác như những mỹ nữ cổ đại, nếu mặc hán phục, chắc chắn sẽ là một mỹ nữ hại nước hại dân, bị ba người đàn ông nhìn chằm chằm, khiến hai má Liễu Thanh Thanh đỏ bừng, cô đi đến trước mặt Tần Lâm hơi cúi người. Cảm ơn anh Tần đã giúp tôi trở nên xinh đẹp, Tần Lâm nói, không có gì, gần đây cô phải chú ý chế độ ăn uống, không được ăn đồ sống, cứng, cay, lạnh, không được dùng mỹ phẩm trang điểm. Tôi sẽ kê thuốc cho cô, những chỗ khác trên người cô sẽ khỏi nhanh thôi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng của điện, chiếc cửa cuốn của y quán bị người ta cưa ra. 7-8 chiếc xe địa hình đậu ở cửa, cộng thêm một chiếc Rolls Royce Phantom cùng hơn 30 vệ sĩ đứng xung quanh, trực tiếp phá luôn cửa quán của Tần Lâm. Sắc mặt Trịnh Bình Long lập tức thay đổi, xông thẳng ra ngoài định ra tay. Mặc dù bên kia có hơn 30 người, nhưng Trịnh Bình Long không hề sợ sệt chút nào, nếu thực sự đánh nhau, thì mấy người đó cũng chưa chắc đã giành lợi thế. Dừng tay, Liễu Thanh Thanh đột nhiên hét lên, tất cả mọi người đều dừng lại. Mấy người vệ sĩ kia chau mày nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Cô là ai? Giọng nói quen thuộc, nhưng gương mặt lại xa lạ. Liễu Thanh Thanh bước ra, nói với người đàn ông đứng đầu, Sa Cường, là tôi đây. Sắc mặt Sa Cường lập tức thay đổi. Ông ta là vệ sĩ theo sát Liễu Thanh Thanh, tất nhiên rất quen thuộc với giọng nói của cô ấy, cộng với thần thái và giọng điệu, rõ ràng là Tổng Giám Đốc Liễu. Tổng Giám Đốc Liễu, cô, mặc dù đã chinh chiến và theo Tổng Giám Đốc Liễu nhiều năm, gặp biết bao sóng to gió lớn, nhưng khi nhìn thấy cảnh biến đổi ngoại mục này cũng không khỏi bàng hoàng. Mười mấy tiếng trước, Tổng Giám Đốc Liễu vẫn có dáng vẻ đáng sợ lúc trước, nhưng trong chớp mắt, lại trở nên xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Mùi lạ trên người đã biến mất, còn thoang thoảng một mùi hương thơm tươi mát nhẹ nhẹ. Sa Cương đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt già nua đỏ lên, một người kiên định như ông ta mà cũng đỏ mặt khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc Liễu, vội vàng quay đầu để tránh xấu hổ, nói với mọi người. Đây là Tổng Giám Đốc Liễu, tất cả dừng lại. Sa Cương quay lại, nghiêm túc nói, chúc mừng Tổng Giám Đốc Liễu. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Liễu. Hơn 30 người này đều là vệ sĩ của Liễu Thanh Thanh. Bình thường khi ra ngoài đều đi theo sát cô ấy, lần này cũng theo Tổng Giám Đốc Liễu đi khám bệnh, nhưng sau mười mấy tiếng, không thấy Tổng Giám Đốc Liễu đi ra, gọi điện cũng không nghe máy, mấy người này liền nôn nóng, sợ Liễu Thanh Thanh gặp phải chuyện gì, nên tháo luôn cửa cuốn ra. Mọi người khi nhìn Liễu Thanh Thanh, khuôn mặt lập tức sững sờ, Tổng Giám Đốc Liễu xinh đẹp quá. Không hề quá khi nói là đẹp khuynh quốc khuynh thành, xin lỗi anh Tần, tôi sẽ đền tiền cửa cho anh. Tần Lâm xua tay. Bày tỏ không sao cả, Liễu Thanh Thanh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tần Lâm và nói. Hôm nay tôi không ở lại lâu nữa, ngày mai tôi sẽ đến cảm ơn, anh Tần, tôi rất tán thưởng anh. Khi nói, ánh mắt Liễu Thanh Thanh nhìn thẳng vào Tần Lâm, trong mắt như toát ra vẻ sùng bái, không hề né tránh. Được, chú ý những điều tôi vừa nói, ngày mai đến tái khám. Liễu Thanh Thanh cảm ơn lần nữa, sau đó từ từ đi ra ngoài y quán. Đi lên xe Rolls Royce trong vòng vây của vệ sĩ. Nhìn bóng lưng thướt tha kia, Trịnh Bình Long cảm thán, nếu ở cổ đại, có lẽ sẽ tạo lên hôn quân, hại nước hại dân cho xem. Câu nói này quá thích hợi để bình thuận về Liễu Thanh Thanh, xét về đường nét trên khuôn mặt thì Liễu Thanh Thanh rất nổi bật, quan trọng nhất là, cô ấy có khí chất cổ điển vô cùng quyến rũ, liếc nhìn một cái là cả đời khó quên, Diệp Vãn Nhi cúi xuống nhìn danh thiếp trên tay Tần Lâm, trên đó chỉ viết một chức vụ.
CEO, người sáng lập mỹ phẩm Tầng Vân, Liễu Thanh Thanh. Diệp Vãn Nhi lập tức há miệng trợn mắt sững sờ. Thì ra cô ấy là tổng giám đốc của mỹ phẩm Tầng Vân. Ba người đàn ông trong phòng đều ngẩn ra. Sao vậy, rất nổi tiếng à? Tất nhiên rồi, Diệp Vãn Nhi nói, các người là đàn ông nên không hiểu, mỹ phẩm Tầng Vân là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng cả nước, à không, nổi tiếng toàn thế giới mới đúng. Giống như Gucci, Armani và một số thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nước ngoài khác, rất ít nhãn hiệu trong nước có thể sánh ngang với họ, nhưng chỉ có mỹ phẩm Tầng Vân là thương hiệu cao cấp duy nhất của Hoa Hạ. Nhưng CEO của mỹ phẩm Tầng Vân chưa bao giờ lộ diện, ngay cả hội nghị ra mắt sản phẩm mới cũng do phó tổng giám đốc chủ trì, giờ thì em cũng biết nguyên nhân vì sao rồi. Không ai ngờ được, bà chủ của hãng mỹ phẩm nổi tiếng nhất Hoa Hạ lại là một người phụ nữ xấu xí, toàn thân đầy sẹo, trước đây Liễu Thanh Thanh đương nhiên không xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy nên dù có gặp thì cũng không ai nhận ra, không ngờ rằng người phụ nữ này là kẻ có quyền lực kia. Tần Lâm cười, không tồi. Vãn Nhi sau này em mua mỹ phẩm ở đây được giảm giá đấy. Ha ha, tốt quá. Tối nay cả bốn người mệt chết rồi, Tần Lâm cho bọn họ nghỉ một ngày để về nghỉ ngơi, còn một mình anh ở lại trực. Tối đó, báo đài bắt đầu đăng tin, tất cả phương tiện truyền thông, các trang tin tức trên điện thoại, Zalo, Messenger, các trang web đăng video, các nền tảng live stream, tất cả đều đăng tin. Bà chủ của mỹ phẩm Tầng Vân xuất hiện dưới ống kính rồi. Chỉ là một đoạn video dài khoảng 2 phút, Liễu Thanh Thanh mặc một chiếc váy dài, mở cuộc họp báo, nội dung đại khái là nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuẩn bị tuyển dụng một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học. Nội dung của đoạn video chẳng có gì, chỉ là một buổi họp báo thông thường, nhưng lập tức trở thành tiêu đề của mọi mặt báo, trở thành tin hot trên mọi nền tảng, thậm chí các trang báo nổi tiếng quốc tế như thời báo New York cũng đăng tin. Nguyên nhân chủ yếu là vì Liễu Thanh Thanh xinh đẹp quá. Đó là vẻ đẹp khiến cả thế giới khiếp sợ, hơn nữa bà chủ của mỹ phẩm Tầng Vân vẫn luôn thần bí, hôm nay đột nhiên xuất hiện nên trở thành tin hot. Cư dân mạng bùng nổ, đã có tiền lại còn xinh đẹp, đúng là lấy hết phần của thiên hạ rồi. Các tin tức của giới giải trí đều chìm xuống, thậm chí kế hoạch sắp xếp scandal của một số công ty cũng trở thành bom xịt, cư dân mạng đều chỉ thảo luận về Liễu Thanh Thanh. Người sáng lập công ty có ảnh hưởng lớn với công, Liễu Thanh Thanh họp báo xong. Giá cổ phiếu của mỹ phẩm Tầng Vân bắt đầu điên cuồng tăng. Tài sản của Liễu Thanh Thanh cũng tăng vọt, có lẽ trong tuần này sẽ trở thành người giàu nhất Hoa Hạ. Mỹ phẩm Tầng Vân mặc dù luôn thuộc top, nhưng tài sản của Liễu Thanh Thanh chưa bao giờ leo lên vị trí đầu tiên, cũng chỉ trong top 10 mà thôi, dù sao ngành mỹ phẩm cũng không bằng ngành thương mại điện tử hay bất động sản. Nhưng sau lần xuất hiện dưới ống kính này, tài sản của Liễu Thanh Thanh tăng vọt. Nếu như có thêm vốn đầu tư từ nước ngoài thì năm sau cô ấy sẽ trở thành người đứng đầu Hoa Hạ mới. Đến sáng hôm sau, báo chí vẫn thảo luận về Liễu Thanh Thanh, các chuyên gia bắt đầu đoán, Liễu Thanh Thanh vẫn luôn chờ đợi giờ phút này để tung chiêu cuối, xuất hiện trong thời khắc quan trọng của công ty là để cho công ty có bước tiến lớn. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người được gọi là chuyên gia này đúng là đang làm trò hề. Khi Tần Lâm đang đọc tin tức, chính chủ cũng đến đây. Ngoại trừ vệ sĩ Sa Cường, Liễu Thanh Thanh còn đem theo một cô thư ký. Anh Tần, Liễu Thanh Thanh bỏ kính đen xuống, đi vào y quán, ngồi bên cạnh Tần Lâm, nở nụ cười. Sắc mặt không tồi nhỉ phú bà. Liễu Thanh Thanh thản nhiên cười một tiếng, cảm ơn anh Tần đã khen ngợi, tôi đến khám lại. Để tôi bắt mạch. Nói xong, Liễu Thanh Thanh đặt tay lên chiếc gối. Khi Tần Lâm chạm vào cổ tay của cô ấy, cơ thể Liễu Thanh Thanh khẽ run lên, mặt hơi ửng đỏ. Ông cha ta có câu không được giấu bệnh sợ thầy, Liễu Thanh Thanh đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng không biết vì sao cô ấy lại nhạy cảm đến vậy, ngón tay Tần Lâm chỉ chạm vào da mà khiến cho cô ấy tim đập chân run. Liễu Thanh Thanh dùng ánh mắt sùng bái và yêu thích nhìn Tần Lâm, nó là ánh mắt tiểu long nữ nhìn dương quá trong Thần Điêu Đại Hiệp. Tần Lâm gật đầy, không tệ, hồi phục khá tốt, có vẻ như tình trạng sức khỏe của cô tốt hơn rồi, hấp thu được gần hết hiệu quả của thuốc, chỗ còn lại không cần dùng đến dao kéo nữa. Cứ dựa theo phương thuốc mà tôi kê ra rồi từ từ điều trị, nhưng bộ phận khác trên cơ thể cô cũng sắp khỏi rồi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ngồi trước mặt Tần Lâm không muốn rời đi, cô hỏi. Y thuật của anh Tần giỏi như vậy, chắc cũng biết nhiều phương pháp làm đẹp cho phái nữ nhỉ. Tần Lâm nói, cũng được, tôi cũng hiểu một chút về phương pháp chữa bệnh. Tần Lâm nói khá khiêm tốn, dù sao chữa bệnh và làm đẹp cũng có một số khác biệt. Có những cô gái có làn da vốn rất đẹp, nhưng muốn đẹp hơn. Cái này gọi là làm đẹp,
chứ không phải chữa bệnh. Ồ, vậy anh Tần có phương thuốc nào để làm đẹp và dưỡng da không? Thư ký Vương Dĩnh và vệ sĩ Sa Cường đứng sau nhìn nhau, đều cảm thấy khá ngạc nhiên, Tổng Giám Đốc Liễu cũng có lúc nói nhiều vậy sao? Tổng Giám Đốc Liễu khi bàn chuyện làm ăn, kết thúc cuộc họp cũng chỉ nói có mấy câu, người đứng đầu công ty thường chỉ đưa ra quyết định, chứ ít khi giới thiệu về nó. Thường thì những công ty khác sẽ chủ động đến tận nơi, giới thiệu một lèo, nói hết nước bọt, sau đó Tổng Giám Đốc Liễu sẽ quyết định có hợp tác hay không. Nhưng trong cái y quán nhỏ bé này, cô ấy lại chủ động xin hợp tác, nói nhiều như vậy với một bác sĩ. Có cảm giác như cô ấy đang vẽ thêm chuyện để nói. Tần Lâm nghĩ một lúc, cũng có. Trong đầu anh có vô số phương thuốc, nếu như Liễu Thanh Thanh không nói, anh cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Tôi có một phương thuốc chuyên dùng để phục hồi vết dạn của phụ nữ khi mang thai, hiệu quả rất tốt. Liễu Thanh Thanh sững sờ, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu để bắt chuyện, không ngờ Tần Lâm lại có phương thuốc thật. Vậy thì tốt, về sau tôi thử xem, nếu như có hiệu quả, tôi sẽ suy xét đến việc hợp tác, đưa cổ phần cho anh. Tối qua Tần Lâm khám bệnh, chỉ đưa có 2 triệu, mà thùng thuốc đó đã có giá hơn 1 triệu rồi, mấy trăm nghìn còn lại là phí khám bệnh. Mặc dù nhiều, nhưng với Liễu Thanh Thanh mà nói thì chẳng là gì cả. Bây giờ tài sản của cô ấy sắp chạm mức người giàu nhất, ra tay đương nhiên sẽ hào phóng, muốn đưa cho Tần Lâm thêm ít tiền khám bệnh, nhưng nếu đưa tiền luôn thì không tốt lắm, còn đưa cổ phần thì sao? Cái này lại là ý hay, nhưng cũng cần thời cơ thích hợp. Tần Lâm gật đầu, Liễu Thanh Thanh này không tồi, rất có năng lực, Tần Lâm cũng từng tra qua thông tin của cô ấy ở trên mạng, trẻ như vậy mà đã từ thiện một số tiền khá lớn. Thậm chí số tiền ấy còn nhiều hơn cả những thương gia lớn như Hà Niệm Anh hay Mạnh Văn Cương. Cũng có thể vì Liễu Thanh Thanh bị bệnh nên cũng muốn đi từ thiện, nhưng dù thế nào thì Tần Lâm cũng muốn làm bạn với một người tốt như vậy. Cầm bút lên, ghi lại phương thuốc, liều lượng cụ thể, cách dùng, những điều phải chú ý, viết khá tường tận rồi đưa cho cô ấy. Liễu Thanh Thanh chỉ nhìn qua rồi cầm lấy. Tôi không hiểu lắm, khi về công ty sẽ đưa cho bộ phận kỹ thuật xem. Thực ra cô ấy cũng chỉ nói lấy lệ thôi, dù sao cô ấy cũng không đề cao phương thuốc xóa vết dạn cho phụ nữ mang thai lắm, nhiều năm như vậy vẫn chưa có cách để giải quyết vấn đề, đây không phải là điều mà một phương thuốc bình thường có thể giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.